kính chào quý khán giả, chào bà con. Chúng ta đang đến với chương trình truyền hình trực tiếp Sức mạnh sinh học. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long và Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành. Kính thưa quý khán giả cùng bà con, trong canh tác lúa thì quy trình quản lý dịch hại tổng hợp gọi tắt là IBM được xem là một tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm giúp cho bà con bảo vệ được năng suất, vừa giúp cho bà con tránh được những mặt trái từ việc bà con sử dụng nhiều các cái loại thuốc hóa học trên đồng ruộng. Tuy nhiên hiện nay thì có rất nhiều bà con sử dụng thực hiện ngược lại đối với cái quan điểm IBM này. Cụ thể như là trong vấn đề quản lý các đối tượng dịch hại trên ruộng lúa, thay vì là bà con phát huy vai trò của thiên địch thì bà con lại sử dụng cái giải pháp là phun ngừa định kỳ các loại thuốc bảo vệ thực vật để mà phòng ngừa sâu rầy. Thực trạng này nó không chỉ làm gia tăng chi phí sản xuất của bà con mà nó còn để lại những cái hệ lụy là gây ra cái sự coi như là bất ổn về cái việc mà trong cái nghề trồng lúa của bà con, nhằm để giúp cho bà con có thêm được những kiến thức để từ đó tự tin vận dụng cái quy trình quản lý dịch hại tổng hợp IBM này vào canh tác lúa của mình. Thì chương trình Sức mạnh sinh học của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay thực hiện với chủ đề Quản lý côn trùng gây hại lúa đông xuân. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thành phần diễn giả tham gia chương trình ngày hôm nay gồm có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh, nguyên giảng viên khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ. Tiến sĩ Lê Hữu Hải đến từ Trường Đại học Tiền Giang. Như thường lệ, sự có mặt của Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân, trưởng phòng kỹ thuật công ty Tân Thành. Còn bây giờ, trước khi đi vào nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý bà con, quý khán giả cũng như quý vị diễn giả tại đây một vài những cái hình ảnh, cái ghi nhận từ cái chuyến đi thực tế của một câu lạc bộ nông dân Tân Thành ở tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Hiện giờ thì 54 ngày tuổi lúa, 55 ngày tuổi lúa, thì trong đồng ruộng nó có là con sâu đục thân, đó, con sâu cuốn lá, đây là con sâu cuốn lá, rồi đây là con sâu đục thân. Bên cạnh đó nó có thêm một số nó gọi là sâu cắn chẽn, nông dân gọi là sâu cắn chẽn, hay là có một số người ta gọi là con sâu da láng. Bên cạnh đó thì cũng còn một số hiện tượng là có một số rầy nâu. Nó đang có dưới thân cây lúa, nhưng mà cái lượng này nó không đáng kể. Tại vì nó cân bằng, theo tôi nghĩ thì nó cân bằng do cái những cái con thiên địch. Tại vì trước giờ tôi không có sử dụng những cái loại thuốc hóa học nào xuống đây hết. Như vậy là nó sẽ có những cái con thiên địch, nó hỗ trợ, nó sẽ giết dần với cái con rầy nâu. Nếu đi thăm đồng, mình thấy có con sâu đó nó là nhiều hay là ít. Con rầy nhiều hay là ít. Đến mức độ mà nó cần mà phun xịt thì mình phải phun xịt. Nhưng con sâu con rầy nó cũng phải là có thời điểm nó tấn công, chứ không phải là lúc nào cũng có sâu có rầy mà mình để đi xịt nó. Để mà có được cái mục tiêu mà mình đã tính toán trước thì người nông dân phải xạ thưa, bón phân vừa đủ. Rồi mình phải cân đối để mà mình xịt thuốc như thế nào để cái đồng lợi của mình nó có. Chứ nếu mà một là xịt ngừa, hai là chơi là nặng tăng liều thì lúc đó nông dân mình hơi mệt. Rồi 40 ngày thì chúng tôi xịt thuốc trừ sâu, chủ yếu là ngừa sâu cuốn lá, với lại ngừa luôn con mũi hành, nhện vé. Thì tình hình thấy trên ruộng cũng có lác đác á, mình cũng phun ngừa, nó sợ nó lan rộng ra. Nói chung là các nhà khoa học khuyến cáo là không nên phun thuốc trước 40 ngày. Nhưng tôi thì từ 40 ngày trở về sau rồi là tôi phải phun thuốc trừ sâu, bởi vì do những cái con côn trùng như mũi hành này tôi không thể nào tôi thấy được, thì tôi phải phun ngừa nó. Sau khi thăm đồng, bà con nông dân còn được tham gia chương trình hành động vì môi trường do công ty Tân Thành tổ chức thường niên vào thời điểm cuối năm. Cứ 20 vỏ chai ba cạnh sẽ đổi được 2 chai nước ngọt, 100 vỏ chai ba cạnh sẽ đổi được một món quà gồm các loại bánh mứt để bà con vui xuân.
Trong năm 2011, chương trình đã thu gom gần 10.000 vỏ chai. Năm 2012, số lượng đã tăng lên 114.000. Dự kiến trong năm nay sẽ thu gom khoảng 200.000 vỏ chai. Thông qua việc thu vỏ chai ba cạnh đổi quà Tết, mục tiêu của chương trình nhằm khuyến khích bà con nông dân nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, có phương thức thu gom, xử lý bao bì, vỏ chai, thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Thông qua cái ghi nhận vừa rồi thì chúng tôi cũng có nghe một bác nông dân nói là mặc dù được các nhà khoa học khuyên là không nên phun ngừa các cái loại thuốc nào để mà phòng ngừa cái sâu như rầy, nhưng mà bà con thì thấy rằng là các cái đối tượng như là muỗi hành hay là nhện giá thì nó rất là nhỏ, khó nhìn thấy, cho nên là không an tâm, cứ mà 40 ngày thì cứ phun định kỳ cho chắc ăn. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh, trong cái trường hợp như thế này thì Phó Giáo sư có thể có một cái tư vấn như thế nào để giúp cho bà con là tránh được cái việc là phải phun ngừa như thế nhưng mà vẫn an tâm là không lo các đối tượng này nó tấn công ạ? Dạ, thưa bà con, cái câu hỏi rất hay, và chúng ta cũng xem cái phóng sự vừa rồi ra ngoài đồng thì có nông dân là thấy là khi nào cần đến một số cần thiết mới phun, nhưng mà cũng có nông dân phun ngừa. Thì cái điều đó có thể để nói là bà con ở chúng ta làm ăn riêng lẻ, nhưng mà nếu tất cả nguyên cánh đồng của chúng ta hợp sức nhau lại, chúng ta cùng hội ý nhau lại rồi chúng ta thì thấy cần là chúng ta phun, thì cái đó nó hay hơn là làm ăn cá thể. Còn cái phun ngừa là tại vì chúng ta không biết, chúng ta sợ quá, chúng ta không biết nó làm sao, nó phát sinh ra làm sao, rồi nó di chuyển làm sao, nó ăn gây hại làm sao, không biết, cho nên phải phun ngừa. Nhưng mà nếu mà thí dụ hôm nay chúng tôi thấy các bạn đến đây rất nhiều, thì cái điều kiện để bà con tìm hiểu những cái đối tượng mình làm ruộng thì mình biết từ đầu vụ đến cuối vụ nó có những cái con gì có thể xảy ra và nó gây hại như thế nào. Nếu mà các bạn chú ý những cái đó và các bạn tìm hiểu thì bây giờ sách báo cũng có rất là nhiều, trên đài rất nhiều. Thí dụ hôm nay là cái điều kiện mà chúng tôi sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của bà con. Cho nên nếu mà chúng ta biết nó thì từ đó chúng ta mới có cái chuyện là chúng ta theo dõi nó, khi nào cần chúng ta mới sử dụng. Thí dụ như là hiện nay cái đối tượng mà thường chú ý nhất hiện nay là đối tượng nhện giá. Nhện giá là gì? Con nhện có nghĩa là nó 8 chân, nhưng mà con nhện này đặc biệt người ta nói nó rất nhỏ, cho nên nhìn rất là khó thấy, và nó chỉ tấn công ở trên cái giá khi cái lúa trổ thôi. Nhưng mà khi mình thấy nó tấn công trên cái giá này là coi như cái giá đã hư rồi, không nhiều thì ít. Mà trước khi mà nó tấn công thì nó lên ban đêm, còn ban ngày thì nó trốn ở dưới cái bẹ lá ở phía dưới này. Cho nên trong cái thời gian mà 30 ngày đầu, hiện nay giống lúa chúng ta có 90 ngày, thì cái thời gian để nhánh nó là 30 ngày. Cho nên trong khoảng thời gian đó, con nhện giá có thể nó đến từ bờ ruộng, từ lúa chát, lúa rài, và nó vào đó ở trong cái bẹ lá, nó phát triển ở bên trong cái bẹ lá đó. Cho nên đến vào khoảng 30 ngày thì mật số của nó đủ cao để có thể khi mà cây lúa trổ là nó lên nó tấn công trên cái bọc. Do đó lúc mà mật số cao, chúng ta nhìn ngay cái cổ của cây lúa chỗ trắng ba đó, thì chúng ta thấy trên cái bẹ này có những vết nâu nâu. Thí dụ ở đây, chúng ta thấy ngay ở cái cổ bông, cổ lá, có những vết nâu nâu mà bà con gọi là cạo gió đó. Và cạo gió thì cũng có nhiều thứ, có thể là rêu cũng được. Nhưng mà nếu mà thấy đó, chúng ta bẻ ra và chúng ta xem ở trong. Nếu mà mắt các bạn tốt, tôi thì chắc có lẽ là già quá rồi, nhưng mà nhờ mấy bạn trẻ trẻ coi giùm, thì sẽ thấy có rất nhiều con, rất nhỏ, nó ở bên trong cái bẻ lá đó. Có nghĩa là nó chuẩn bị để đến khi mà cây này nó làm đồng trổ lên là nó lên tấn công rồi gây giá. Cho nên nếu mà 10 bụi ở phía trước mặt mình kiểm tra 10 bụi mà thấy cỡ 5 bụi nó có cái triệu chứng này và kiểm tra có con này, có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị để chúng ta trị nó mật số cao. Thì hiện nay là đặc biệt cái con này mật số cao. Chẳng những trong vụ hè thu mà đông xuân tôi nghe nói nhiều nơi bà con cũng vậy. Con này rất nhỏ. Cái con thứ hai là con muỗi hành. Muỗi hành có nghĩa là con trưởng thành nó giống như con muỗi. Còn khi nó tấn công cây lúa mình thì nó tạo cái ống giống như là cái lá hành, cho nên gọi là muỗi hành. Khi mà thấy cái lá hành như thế này thì coi như là cái chồi lúa nó tiêu rồi, không trổ bông được. Cho nên phải làm sao kiểm tra nó trước. Thì cái con muỗi này có đặc điểm là nó có thể vào đèn. Cho nên bà con coi vào đèn,
thấy con muỗi nào nó khác con muỗi thường, nó hơi đỏ đỏ, lớn hơn, thì có thể chú ý là muỗi hành. Nhưng mà nó còn lộn nhiều con khác nữa ha. Nhưng mà chú ý thì những cái đặc điểm đó phần sau thì chúng tôi sẽ cố gắng trình bày kỹ hơn. Cho nên lúc đó, đó thì chúng ta kiểm tra ngoài ruộng. Và nếu mà chúng ta thấy cái chồi nó còn rất là non, thay vì nó lên lá bình thường này mà thấy là nó chia nhiều chồi, nó chè rè ra, thì mở ra có khả năng chúng ta thấy cái triệu chứng rất là sớm. Cho nên trong vòng 30 ngày đầu, từ 10-20 ngày trở đi á, thì cái triệu chứng này có thể xảy ra. Cho nên bà con chú ý giai đoạn lúa còn non như vậy, thì nếu chúng ta phát hiện sớm, chúng ta sẽ có cách trị kịp thời. Thì xin hơi dài cho nên nói vắn tắt như vậy là chúng ta phải có kiến thức về con đó. Chúng ta tìm hiểu con đó, là nhà nông giỏi bao giờ cũng ở đồng ruộng, tôi biết các bạn như thế. Và các bạn có kiến thức thì chúng ta có thể điều khiển, chúng ta trị nó dễ hơn là phun ngừa. Vừa là tốn tiền, chi phí lên cao, vừa là ảnh hưởng đến thiên địch này kia, mà vừa đồng thời nó cũng không làm cho cái khả năng cái của thuốc nó có thể giảm đi nếu mà chúng ta dùng không có đúng cách. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh. Cũng qua cái ghi nhận khi nãy thì chúng tôi thấy bà con nông dân ở Tân Thạnh, Long An cũng có nói rằng là hiện nay trên đồng ruộng ở đó đó có xuất hiện một số đối tượng côn trùng như là rầy nâu nè, sâu đục thân, sâu cuốn lá cũng như là sâu ăn lá. Thì nhưng mà với cái mật số nó thấp thôi. Có một số cái biện pháp bà con đưa ra là theo dõi mật số chứ chưa có tìm tới cái giải pháp là phun thuốc để diệt trừ. Thì với cái giải pháp như thế này, chúng tôi xin được hỏi Tiến sĩ Lê Hữu Hải rằng là bà con nghĩ như vậy thì có hợp lý hay chưa ạ? Kính thưa quý bà con nông dân, qua cái phóng sự vừa rồi thì cái anh nông dân thứ hai ở Tân Thạnh, Long An có ý kiến rất là ấn tượng. Tức là rất là ý thức trong cái việc mình làm lúa, việc cái đồng lời, tức là anh đặt vấn đề là phun thuốc phải nghĩ đến cái đồng lời của nông dân, đây là một ý rất là hay. Thì từ cái vấn đề nêu ra như thế thì chúng tôi xin trao đổi cái ý kiến tiếp theo là anh phát hiện là một số sâu, sau nãy đã thấy có sâu cuốn lá, sâu đục thân, rồi cái con sâu hay sâu cắn giá, và một với mật số rất là thấp. Thì như vậy vấn đề đặt ra ở đây bà con mình chú ý là khi mà mình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì mục đích của mình là gì? Là bảo vệ cái tiềm năng năng suất cái ruộng lúa mình có, chứ không phải sử dụng thuốc bảo vệ là để tăng năng suất nha bà con mình nhớ này nha. Chứ là cái tiềm năng năng suất nó ở đâu là do mình chuẩn bị đất nè ha, rồi do mình chọn giống nè, rồi do mình bón phân, quản lý nước và các cái chăm sóc cái tỉa dặm vân vân, tức là cái tất cả các kỹ thuật đó cùng với cái điều kiện thời tiết thuận lợi không thuận lợi mà nó sẽ quyết định tiềm năng năng suất. Bà con mình nhớ ha, cái tiềm năng năng suất là do cái cả một quá trình dài. Còn thuốc bảo vệ thực vật là gì? Là chúng ta kiểm soát không cho dịch hại nó tấn công làm mất đi cái tiềm năng đó, chứ không phải là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để làm tăng năng suất. Như vậy mục tiêu là gì? Là chúng ta sử dụng thuốc để tăng bảo vệ khi nếu nó có mất xảy ra. Thì trong trường hợp này là bà con thấy có cần không? Là đâu có cần phòng trừ mấy con rầy mấy con sâu đó, với một số lẻ tẻ đó thì nó tấn công đâu có đủ để nó làm giảm năng suất. Thành ra cái anh nông dân thứ hai anh phát biểu là phải chú ý tới cái đồng lời của mình, ý rất hay. Đó là cái phân tích như vậy, cái mục tiêu sử dụng thuốc. Như vậy thì trong đồng ruộng của chúng ta là các cái, không phải chỉ có những con sâu rầy đó không, mà còn rất nhiều con côn trùng khác nó là thiên địch, nó sẽ tấn công các sâu rầy đó. Nếu mà mới có mấy con và con mình phun á thì là gì? Là nó không còn chờ cái thức ăn cho mấy con thiên địch là bạn của mình. Rồi lại là sao? Là ảnh hưởng tới cái tác động quan trọng á. Là khi bà con phun như vậy là thuốc nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều thứ. Cái đầu tiên là ảnh hưởng tới cái người mang mình đi phun. Mà cái đó là mất cái gì bà con biết rồi chứ gì? Là mất sức khỏe, là không bao giờ mua lại được. Cái thứ hai là tác động tiêu cực cho đến môi trường, ảnh hưởng ngay trực tiếp tới cộng đồng, mà nếu mà tác động ảnh hưởng tới ai nữa là thế hệ con cháu mình sau này nữa. Rồi là cái tiếp theo là sử dụng thuốc á, là mục đích là gì? Nhắm vô cái hiệu quả, tức là cái đồng lời như anh đó, anh nông dân nãy anh vừa trình bày, mà phun thuốc là không có hiệu quả, hay là mà như vậy là gì? Là chúng ta sản xuất là sẽ không có đồng lời. Như vậy mà qua cái vấn đề bây giờ nêu đó thì tôi cũng xin nêu là bà con mình nên quan tâm tới á, cái hiện tượng mà thường xảy ra mà bà con mình không kiểm soát được bằng cái kỹ thuật canh tác là bà con biết cái gì không? Thì được mùa rớt giá. Là mà mình cứ chăm bẩm vô sâu rầy và thuốc bao giờ vậy? Mình cứ làm sao cái ruộng mình cho đẹp, thiệt đẹp. Trổ bông thế rồi mấy hàng xóm đi ngang khoe, đi đám cưới, đám giỗ là khoe ruộng mình ngon ha. Nhưng mà khi làm xong tính chi phí á là không còn bao nhiêu, tại chi nhiều quá rồi gặp cái lúc rớt giá nữa là sẽ khổ. Thành ra cái việc sản xuất á, thì mình nhắm vô cái như các anh hồi nãy xin nhắc lại nhiều lần ha, là cái đồng lời,
vậy là chúng ta sử dụng khi thật sự cần thiết để nhắm vô cái mục tiêu là gì, sản xuất có lời. Nếu mà giả sử như cái việc được mùa rớt giá xảy ra thì mình cũng là người ít bị rủi ro nhất, tại vì chi phí sản xuất thấp nhất. Thì vậy trở tóm lại là cái vấn đề sâu rầy xuất hiện rải rác mà đồng ruộng đó là mà chúng ta không nên bận tâm, tại vì nó không có ảnh hưởng gì tới cái mục tiêu là mình sử dụng thuốc để giữ năng suất ruộng lúa mà trong cái tiềm năng mình chăm sóc mình có. Dạ, xin trao đổi với bà con vậy, xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Lê Hữu Hải. Thưa thạc sĩ Trần Thị Bích Trân, trong quá trình đi thực tế thì chúng tôi cũng có nghe bà con nói là sản phẩm Lasty đó thì nó cũng giúp cho cây lúa có thể chống chịu lại một số các cái đối tượng sâu bệnh, thì nhân đây thạc sĩ có thể tư vấn thêm cho bà con được rõ về tác dụng của loại thuốc này ạ. Kính chào bà con cùng khán giả xem đài. Trước hết phải nói rõ là Lasty không có tác dụng là trị sâu trị bệnh, mà Lasty có tác dụng là một bản chất á, là một cái học môn tăng trưởng mà có nguồn gốc sinh học, tức là chiết xuất từ cái thân bùn, thân và lá cây xoài Magnifica. Và cái việc mà tác động đó là Lasty sẽ tác động cho cái hạt lúa giống của chúng ta hoặc là cái bộ rễ của cây lúa, khi mà xuống đất thì nó bám đất nhanh và nó phát triển mạnh. Từ cái việc phát triển mạnh như vậy mà cái quá trình sống của cây lúa diễn ra mạnh mẽ, và nhờ đó mà cái việc cây lúa phát triển lên á, thì nó lại không phù hợp, điều kiện không phù hợp cho côn trùng hoặc là cái liên hệ tới cái bệnh hại. Trong trường hợp côn trùng thì chúng tôi muốn nói đến là cái đối tượng trong vòng 30 ngày đó, thì là cái con bọ trĩ. Thì khi mà Lasty tác động như vậy thì làm cho cây lúa nó phát triển, và cái tán lá cũng như cái chớp lá, cái tán lá thì thẳng đứng mà cái chớp lá thì nó xòe ra, thì điều kiện này không thuận lợi cho con bọ trĩ nó trú ẩn. Và đến cái giai đoạn mà bị rầy nâu thì bà con biết là một con rầy nâu khi mà nó di trú đến đồng ruộng của chúng ta thì nó chích thúc, khả năng chích thúc là không phải một nhánh lúa mà là 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 nhánh lúa. Như vậy là nếu như bà con có xử lý Lasty thì cái vị chát ở trong cái hoạt chất Magnifica này nó sẽ làm cho con rầy nó bị hư cái hệ tiêu hóa, nó ngán ăn. Nó chỉ chích thúc một nhánh thôi là bắt đầu nó nằm đó và nó chờ chết, không gây hại được những cái cây còn lại. Đó là cái sự gián tiếp mà nó giúp cho chúng ta chống lại cái điều kiện của sâu hại, tức là cái rầy nâu. Và khi mà bà con biết rầy nâu á, là cái nó có cái nguy cơ mang cái mầm bệnh truyền cái là virus vằn rùng lùn xoắn lá. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng mang mầm bệnh, nhưng nếu trong điều kiện mà rầy nâu có mang cái mầm bệnh như vậy, và khi nghiên cứu với Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, trong điều kiện mà rầy nâu có mang mầm bệnh thì khi chúng ta hạn chế được cái sự gây hại của rầy nâu khi chích thúc nhiều nhánh lúa thì chúng ta giảm được từ 30 đến 38% cái mật số bệnh, tức là hạ thấp được cái việc mà cây lúa của chúng ta bị nhiễm cái vằn lùn lùn xoắn lá. Đó là cái việc gián tiếp mà bằng cái sức khỏe của cây lúa nó tạo nên, chứ không phải là Lasty phun để mà trừ sâu hay trừ rầy hay là trừ bệnh. Dạ. Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân có thể cho biết thêm là cũng trong cái ghi nhận lúc nãy đó, cuối cái ghi nhận thì có thấy bà con tham gia cái chương trình là đổi vỏ chai lấy quà Tết. Thì không biết là đến thời điểm này thì một số bà con mới vừa biết được cái chương trình này thì có còn kịp để tham gia chương trình này nữa không ạ? Kính chào bà con, thì hàng năm công ty có tổ chức cái hoạt động là thu vỏ chai đổi quà Tết, mà thu cái vỏ chai ba cạnh, đây là cái kiểu dáng độc quyền của bên công ty Tân Thành. Thì đến giờ phút này thì cái đợt chính trong năm, tức là thường là chúng tôi sẽ làm mùng 8, mùng 9, mùng 10 âm lịch hàng năm mà cận Tết để đổi quà Tết với bà con. Thì chỉ còn một đợt nữa, tức là ngày 15 Tây là chúng ta sẽ còn một đợt, coi như là đợt đó là đợt cuối cùng chúng tôi thu ở các điểm của đại lý. Năm nay thì do cái điểm tập kết của bà con là có đến 400 điểm ở đồng bằng sông Cửu Long, và chúng ta phát động cả năm, là cho nên là giờ phút này thì đã thu được 80% cái số lượng vỏ chai mà bà con tập kết rồi. Và đến giờ phút này là so với năm rồi thôi là đã tăng 2,5 lần so với năm rồi. Và cái thực tế là gần 300.000 vỏ chai, tức là cũng là một cái tín hiệu rất là đáng mừng, bởi vì bà con cái ý thức bảo vệ môi trường á là tăng lên rất là nhiều. Bà con thu gom, thậm chí bây giờ mấy đứa bé mà nó thấy cái vỏ chai là nó kêu lụm về đi, Tết đổi quà. Cho nên là chúng tôi cũng rất là mong muốn bà con sẽ càng lan truyền cái phong trào này để chúng ta có ý thức bảo vệ cái môi trường sống của chúng ta. Nếu mà cái việc chúng ta phải cần sử dụng đến cái thuốc bảo vệ thực vật, và chúng ta phải xử lý đúng cách cái vỏ chai mà chúng ta sử dụng xong.
Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Còn bây giờ là chúng tôi dành thời lượng cho quý vị khán giả tại phim trường đặt câu hỏi với quý vị diễn giả tại đây ạ. Có vị khán giả nào không ạ? Dân xin mời anh ạ. Tôi tên là Lê Bá Phường, ở ấp Bù Bình, xã Hòa Lợi, huyện Nhân Quyền, tỉnh Kiên Giang. Xin các diễn giả giải thích là vì sao gầy nâu bộc phát ở giai đoạn cuối từ khi chỗ đến chín, và mà phun thuốc trừ sâu càng nhiều thì sẽ về sau dễ bị cháy gầy. Dạ thưa anh có thể cho biết lại họ tên của anh à? Anh nói nhanh quá nghe không được. Lê Bá Phường. Lê Bá Phường phải không ạ? Biết dạ. Anh ở dòng riền Kiên Giang phải không? Dạ. Dạ. Với câu hỏi này của anh, có lẽ chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh đi ạ. Dạ, để trả lời anh Phường cũng như là các bạn nông dân thân mến thì tôi xin trình bày như thế này. Chắc có lẽ nhiều bạn cũng rõ rồi nhưng mà muốn hỏi thêm cho chắc ăn thôi. Là cái ruộng lúa của chúng ta mà khi bắt đầu làm đồng trổ, có nghĩa nó chuẩn bị để mà nó sản xuất, thì lúc này cái lá đồng phát triển rất là tốt, bà con bón đón đồng, cho nên khi lúa bây giờ đầy đủ nước, đầy đủ phân và những cái lá đồng phát triển rất là tốt. Sau đó cái mật độ cây lúc này nó cũng dày đặc, cho nên con rầy nâu khi mà nó có điều kiện nó thoát cái sự kiểm soát của các bạn rồi, đến lúc này mà nó còn vô được ruộng của các bạn á, là nó sẽ có điều kiện rất là lý tưởng để sống. Một là nó dày đặc như thế này cho nên nó ở bên trong chúng ta rất khó phát hiện, chúng ta phun nó cũng khó phun nữa, cho nên cái điều kiện ruộng lúa dày đặc lúc đó rất dễ cho con rầy nâu phát triển. Thứ hai nữa mà chúng ta không thấy nó ăn được á, thì nó ăn cái cây rất này rất là giàu chất dinh dưỡng. Thí dụ như là cái bông lúa đã trổ rồi thì quang tổng hợp nó sẽ tạo chất này kia nuôi cái hạt, thì nó sẽ đón đường, nó chích thúc vào những cái mạch chẩn nhựa, thì nó lấy cái chất đó trước khi đưa vô cái hạt. Cho nên vì vậy cây lúa lúc này rất là lý tưởng cho con rầy nâu phát triển. Cho nên vì vậy chúng ta phải chuẩn bị như thế nào? Ban đầu đừng cho nó có điều kiện né rầy, đừng cho nó có điều kiện nó đáp xuống, chứ lúc này mà nó còn thì rất là khó trị. Cái thứ hai, tại sao khi chúng ta phun thuốc nhiều, thường thường á, bà con dùng thuốc như nãy, có một số bà con dùng thuốc ngừa, hay là trong cái điều kiện mà cây lúa nó làm đồng sắp trổ thì cái bộ lá tốt, cho nên sâu cuốn lá thường hay tấn công. Nhưng mình thấy cái bộ lá mình mê rồi thì con sâu cuốn lá nó cũng mê nữa. Tới đó là nó ăn, nó cạp cái lớp xanh xanh của lá nó ăn, là nó phát triển rất là nhanh. Cho nên sâu cuốn lá thường thường phát triển ở giai đoạn này. Nếu có nhện dế thì càng nguy, tôi không nghĩ là sẽ có nhện dế, nhưng mà sâu cuốn lá. Do đó khi mà chúng ta phun sâu cuốn lá, khi mà chưa cần thiết mà chúng ta đã phun rồi, thường thường sông lá phun phủ ở trên này thì thuốc nó không có thể xuống đến dưới được, có thể diệt sâu cuốn lá, có thể làm chết thiên địch, nhưng mà con rầy nâu có ảnh hưởng thì một phần nó vẫn còn. Cho nên vì vậy mà khi nó còn sống sót rồi ở trên, những cái bộ lá bắt đầu xanh lại tốt mà thiên địch cũng có chết một phần nữa. Cho nên cái điều kiện rất là lý tưởng cho con rầy nó phát triển lên, và chúng ta phun nhiều thuốc mà không có đúng thuốc đặc trị con rầy, thuốc sâu cuốn lá thôi nhưng mà cũng ảnh hưởng đến con rầy. Cho nên con rầy nó bắt đầu nó tìm cách nó sống sót, và khi nó tìm cách sống sót cái thuốc này thì mai mốt chúng ta phun thuốc rầy xong thì nó cũng có cái thói quen là nó đã phát triển khả năng kháng rồi. Cho nên vì vậy mà cái giai đoạn từ làm đồng đến trổ, người ta gọi là giai đoạn cực trọng của cây lúa, lúc này chúng ta làm sao kiểm soát cái mật số con rầy cho tốt, cũng như là các đối tượng khác, để đừng phải dùng thuốc hóa học. Bởi vì dùng thuốc hóa học là con dao hai lưỡi. Một là chúng ta dùng bốn đúng thì nó có hữu hiệu, nhưng mà nó cũng phần nào ảnh hưởng. Cho nên chúng ta nên kỹ trong giai đoạn đầu để ngừa, đừng cho con rầy nó có điều kiện phát sinh lúc này. Và lúc này thì chúng ta cũng phải rất là cẩn thận trong vấn đề trị nó. Tôi xin có số ý kiến như vậy. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh. Chúng tôi xin mời phần câu hỏi tiếp theo ạ. Thưa các bạn khán giả, tôi tên là Bùi Văn Lâm, ấp Thành Phú, xã Bà Lụ, tỉnh Hậu Giang. Tôi hỏi nhà khoa học khuyến bà con không nên phun thuốc trừ sâu lên 40 ngày tuổi, nhưng sau khi nước mà từ 25 đến 30 ngày thì sâu cuốn lá giờ cũng trùng phát nhiều xuất hiện và khó trị, nên hỏi nhà khoa học là trị bằng cách nào là hợp lý nhất. Giống như anh hỏi, nó có một cái giống như nghịch lý vậy đó phải không ạ?
khuyên thì không có nên phun thuốc trừ sâu là khi lúa dưới 40 ngày tuổi, nhưng mà trước đó đó thì nó đã bị sâu tấn công rồi, nếu mà không trị thì nó càng khó hơn nữa, phải không ạ? Vâng, với câu hỏi này chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của tiến sĩ Lê Hữu Hải ạ. Kính chào anh Bùi Văn Lâm, kính chào quý bà con nông dân. Thì như vậy là anh Lâm có học IBM mà còn nhớ ha, là không sử dụng thuốc trừ sâu khi lúa nhỏ hơn 40 ngày tuổi. Thì thế này, tức là mình tại sao trong cái khuyến cáo các nhà khoa học là khuyến cáo điều đó với bà con nông dân, thì chắc chắn là chúng ta là một điều là thực tế là cái khả năng đền bù của cây lúa rất là lớn, tức là trong giai đoạn lúa còn nhỏ đó thì khả năng cây lúa nó sẽ tự đền bù, tức là có thể bị mất một số chồi thì nó sẽ có những chồi khác nó đền bù. Tại vì bà con mình biết đó, trong một mét vuông là trong đó là bà con mình để ý hay là khi lúa làm đồng mình có thể đếm chứ là nó thấy trên 1.000, 1.200, 1.500 cái chồi, nhưng mà lúc thu hoạch mấy bông 600, 700, 500 tùy theo cái lúa xạ lúa cấy rồi ha. Nhưng mà cái bông càng dài thì số hạt được bông cũng sẽ ngắn lại. Tóm lại là cái khi mà chúng ta cái phần mà mình thu hoạch được là cái hạt sau này, còn cái ruộng lúa trong giai đoạn lúa nhỏ đó thì nó có rất là nhiều chồi, khả năng đền bù nó rất lớn, thành ra bà con không phải bận tâm lo lắm khi trong giai đoạn lúa nhỏ mà nó bị sâu ăn lá tấn công. Thì thế giờ đặt vấn đề là tại sao đó là khả năng đền bù, thế tại sao ruộng nhỏ lại bị sâu cuốn lá nó tấn công? Thì có mấy trường hợp đây. Trước hết là như thầy Quỳnh vừa nêu á, bà con mình để ý là cái sâu cuốn lá nó đến ruộng lúa của mình, trong trường hợp là cái lá nó màu xanh đậm là một. Thứ hai á là khi quan sát trên ruộng, ví dụ trong cùng một ruộng mình thôi, thì bà con để ý chỗ nào á cái lá lúa nó màu xanh ha, cái lá lúa nó rủ thì con sâu nó sẽ tấn công ngay chỗ đó. Nó rủ do đâu? Là do quán thừa đạm. Cái thứ hai là do chỗ nào? Là cây bị cái ruộng lúa chỗ đó bị bóng râm. Và thứ ba là bị khô nước. Nếu bà con nào không tin thì mình cứ đem cái cây lúa đem mình trồng vô chậu, có kiếm cái lồng chụp lại mình bỏ trong đó, thì con sâu cuốn lá đó, nó chỉ đẻ trên những cái lồng lưới đó. Cái nào mà cái lá nó rủ xuống mà không là nó bay tuốt lên cái nóc lồng, nó đẻ trên cái nóc lồng chứ không đẻ lên cây lúa. Tức là cái đặc tính của con sâu cuốn lá nó chỉ đẻ trên khi nào cái lá lúa nó rủ. Bà con để ý ha, thì lá lúa rủ là nhắc lại là do là gì? Thiếu nước, bón thừa phân đạm, bị bóng râm, hoặc xạ quá dày lá nó rủ á, thì là điều kiện để sâu cuốn lá nó đẻ trứng, nó tấn công. Như vậy là lúa 25 ngày chắc chắn là bị bón thừa đạm rồi, ăn lá nó xanh đậm và nó bị rủ đó, thì sâu cuốn lá nó đẻ nó tấn công. Nhưng mà anh đã biết chắc một điều là lúa dưới 40 ngày khả năng đền bù, thì chúng tôi khuyên là anh cũng ý thức là nếu mà phòng trừ sâu cuốn lá sớm vậy á, thì dễ bùng phát các đợt sau này đợt sau. Và đặc biệt trong đó bà con lưu ý thế này, nếu mà chúng ta sử dụng thuốc trừ sâu sớm á, thì trong cái rất dễ bùng phát cái đợt rầy sau giai đoạn mà trổ chính và sau này. Nếu mà khi cái đợt rầy nâu mà có điều kiện á, mật số còn cao thì nó sẽ dễ bùng phát. Thì chúng tôi khuyên là rút kinh nghiệm thì mình không có bón quá dư thừa phân đạm để cho cái lá lúa nó xanh mà mềm rũ. Và đặc biệt là cái quản lý nước, bà con để ý kỹ là khi thiếu nước là sao, lá lúa nó sẽ rủ, là cũng là điều kiện để sâu con lá nó tấn công. Ăn như vậy là mình khẳng định là lúa nó có khả năng đền bù. Thì tôi khuyên bà con chúng ta an tâm là mình cứ giữ quản lý nước tốt để chăm sóc, thì nếu nó ăn thì giống như là nó cắn bớt cái phần lá bị thừa thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới cái năng suất. Như cái đầu chương trình mình có đặt đề rồi, mình làm là gì cái mục tiêu là gì, là giữ năng suất, giữ cái bảo đảm là có được cái đồng lợi, chứ không phải làm để cho cái ruộng lúa nó đẹp. Thì chúng tôi khuyên là cũng không bận tâm lắm khi lúa mới chỉ 25 ngày tuổi, có sâu cuốn lá chắc có đó, cũng không có nhiều. Và lúa sẽ còn đông lúc là đang đẻ nhánh tích cực thì cũng không có vấn đề gì phải bận tâm. Và xin trao đổi với anh Lâm và quý bà con. Và xin hết. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Lê Hữu Hải. Kính thưa bà con, thưa quý khán giả, cũng trong cái chương trình cuối của năm 2013 thì chúng tôi cũng có thông tin là chương trình sức mạnh sinh học trong năm 2014 nó sẽ có những cái điều mới mẻ hơn, đó là bà con gửi câu hỏi qua đường điện thoại mà cũng có thể là có cách để gửi kèm theo cái hình ảnh. Thì chúng tôi cũng vừa nhận được những câu hỏi của bà con có gửi kèm hình ảnh. Đây là câu hỏi của nông dân Đào Anh Ngữ ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Anh hỏi như thế này: tôi thấy có rất nhiều lá lúa bị cuốn trắng rồi, nhưng mà khi tôi xé ra thì lâu lâu 5 đến 7 lá mới có thấy một con sâu. Rồi, vậy thì thông thường là một con sâu có thể gây hại và cuốn bao nhiêu lá? Đây là câu hỏi của anh. Câu hỏi thứ hai của anh á, là lúa 40 ngày thấy 1 mét vuông bị gây hại bao nhiêu lá thì phun thuốc đặc trị sâu cuốn lá được? Câu hỏi này chúng tôi xin nhờ phần tư vấn tiếp tục của tiến sĩ Lê Hữu Hải ạ. Dạ, kính chào quý bà con nông dân. Thì qua cái câu hỏi về hình ảnh thì có mấy nội dung tôi cũng xin lần lượt trao đổi với bà con.
cái hai tên ngữ dạ, ngữ. Dạ của dạ. Câu hỏi của anh ngữ gửi cái hình về rất là đẹp ha, các lúa bị sâu cuốn lá và chụp cận cảnh cái con sâu cuốn lá. Dạ. Thì tôi xin trả lời với bà con thế này. Phần thứ nhất là giờ con sâu nó ăn được bao nhiêu cuốn lá, thì tôi xin trả lời là con sâu nó ăn được là không lá cho đến một vài lá. Thế tại sao gọi là không? Tại vì trong ngoài đồng ruộng á, là từ lúc con sâu nó nở ra lúc nó trưởng thành á, thì nó bị rất nhiều loài thiên địch tấn công. Bà con biết là có nhiều loài nhện ha, rồi chuồn chuồn, rồi các con nhện nè, chuồn chuồn ha, rồi nhiều thứ nữa ha, nó có thể nó tấn công lên cây ca chim ha, rồi nó sẽ tấn công lên con sâu cuốn lá, và nhất là các loài ong bắt mồi, ong ký sinh, thì nó tấn công lên tất cả cái giai đoạn. Thì thành ra con sâu cuốn lá chưa chắc nó cuốn được một lá lúa nào mà nó cũng đã chết rồi. Thì hỏi về cuốn mấy lá, có tôi đã lời là không, lý do là vậy là nó rất nhiều thiên địch, nó sẽ kiểm soát con sâu từ lúc mới vừa nở ra. Em già thậm chí khi bà con ra ruộng, mình thấy cái ruộng lúa con sâu cuốn lá nó cuốn á, mà cái lá lúa nó cuốn mà ở nó cắt cái phần gấp lá lúa lại, nó cắt cái lá lúa nửa vòng tròn, bà con có thấy không? Thì trong đó bà con xé ra là con sâu cuốn lá nó bị ong đau phơi ký sinh, nó hình giống như cái đòn tét mình gói lại. Bà con mình cắt lá lúa đó đem về bỏ vô bịch mũ, lấy miếng nhúng nước hay bỏ miếng bông gòn có miếng nước cột vô, thì khoảng trong vòng tuần sau là trong bịch mũ mình đó có tới hàng trăm cái con ong đen nó nở đầy trong đó hết. Tức là khi mình ra ruộng mình nhìn mình thấy, nếu ruộng nào bà con mình không sử dụng thuốc trừ sâu thì mình thấy là có sâu lá, mà cái lá lúa nó cuốn gấp lại, mà phía phần cuốn nó cắt nửa vòng tròn. Bình thường sâu lá lúa nó cuốn từ bên trong, cuốn dài ngoài, bà con thấy ngoài, xin lỗi, cuốn từ ngoài nó cuốn vô. Còn khi mình thấy nó cắt ngang lá lúa một cái nửa vòng tròn, bà con xé ra là trong đó con sâu lá nó bị ký sinh rồi. Tức là cái ruộng mình, hệ sinh thái ruộng của mình rất tốt, bà con mình an tâm. Như vậy là còn trong điều kiện thứ, nếu mà không có thiên địch á, thì con sâu lá nó có thể cuốn được một vài ba lá lúa vậy đó, nó vẫn cuốn được. Tuy nhiên không có nghĩa rằng bà con mình như anh ngữ vừa nêu là tháo ra ba bốn năm lá lúa vậy đó mới thấy được con sâu, không có nghĩa là một con sâu đó nó cuốn được năm lá lúa, mà có thể con sâu đó mình tháo ra nhiều lá lúa mới gặp được con sâu, có thể là con sâu đó nó bị thiên địch tấn công rồi, chứ không nhất thiết là nó cuốn được nhiều lá. Với hai nữa là sau con lá khi động thì bà con nhớ là sao, nó rớt xuống nước, không chỉ nó mình đụng nhúc nhích á thì đụng tháo ra nó rớt xuống nước. Như vậy là câu thứ nhất là chúng ta thấy rằng không phải là con sâu cuốn lá, mình thấy bao nhiêu cái lá lúa bị cuốn là có bao nhiêu con sâu, mà ngược lại là con sâu có thể cuốn không được lá nào hoặc là cuốn một vài ba lá rồi đó, ý thứ nhất. Vậy thứ hai anh đặt vấn đề là việc lúa 40 ngày tuổi giờ mặt đời phòng trừ như thế nào, mật độ nào thì phải phun thuốc. Vậy chúng tôi xin trao đổi và chúng ta gọi là ngưỡng phun thuốc. Bây giờ tôi đưa ra khái niệm là ngưỡng hành động của từng người nông dân, tức là mình quyết định cái việc đó, như cái phóng sự đầu tiên có anh nông dân nêu ra về cái nên theo dõi đồng ruộng để đưa ra quyết định cần thiết khi nào mà chúng ta cần tôi sử dụng thuốc qua dần dần. Thì như vậy là như nhắc lại đây, sau cuốn lá là mình biết mình sẽ dựa vào cái tình trạng của ruộng lúa mình, tức là cái ruộng lúa giai đoạn lúa mình khoảng thí dụ nó 50 ngày đi, mà từ đó trước á là chúng ta không có phun thuốc được sâu, thì trên ruộng lúa hệ thiên địch sao bà con là chắc chắn là nó rất là đa dạng ha, thì đó là cái an tâm. Cái thứ hai á, là cái lá lúa mình nhìn á, là thấy là nó không có, nó đang chuyển sang màu trổ màu mã tranh, tức là màu mỡ gà đó, để nó chuẩn bị trổ và lá nó thẳng đứng, thì như vậy là nó chỉ cuốn rải rác chỗ mà cái lá lúa nó hơi rũ, nó hơi xanh, thì điều đó chứng tỏ là gì, là mật số nó không có cao, bà con đồng ý không? Nên như vậy là gì, là cái điều kiện để cho con sâu cuốn lá nó bùng phát thành dịch á là không có. Cái điều kiện thứ ba nữa là gì, ruộng mình không có thiếu nước, lá nó cũng tốt. Như vậy là gì, là bà con không quan tâm lắm đến là đếm mấy con nha, đếm mấy con. Rồi còn ngược lại, nếu giờ ruộng mình đã sẽ bón thừa phân đạm rồi, lúa xanh tốt mà nó cuốn tới trắng lá rồi, bà lội xuống đếm bao nhiêu mật số và bao nhiêu tép là bao nhiêu lá bị sâu á, mới để quyết định phòng trừ là sao, muộn rồi. Hay là lúa nó cắn hết, là cắn trắng lá rồi, bây giờ hỏi mấy lá mới phun. Vì vậy thì tôi mới đặt vấn đề là gì, là cái ngưỡng hành động là mình là người quyết định cái ruộng lúa mình biết nó như thế nào, mà đưa ra cái hành động cần thiết khi để rằng thấy nếu không hành động kịp thời, tức là không sử dụng thuốc đặc trị để ngăn, để tiêu diệt ngay con sâu cuốn lá, thì các số cái lá lúa nó sẽ bị giảm đáng kể, có thể ảnh hưởng tới năng suất sau này. Thì chúng ta quyết định là sử dụng thuốc, thì sử dụng thuốc thì khuyên rằng sử dụng thuốc đặc trị sâu cuốn lá để mà chúng ta phun. Thường là thì sâu cuốn lá bà con ý là gì, chúng ta phun mà không chết thì sao, thì cái ruộng nó không ra sao hết, là phun tới phun lui riết là bây giờ tốn tiền, mà lại cái ruộng nó nửa nó trổ là sao, là trổ không có điều, lý do là lá bị thiệt hại nhiều quá, nó trổ chỗ nào mà con phòng trừ tốt á thì nó tốt trước, phải không? Em còn trổ chỗ nào mà phòng trừ không tốt thì chỗ đó trổ rất chậm, mà gặp trong mùa mưa nữa thì chỗ đó trổ lê thê thế là sao. Thì thêm ví dụ lem hạt, thì đối với sâu cuốn lá
là khi giai đoạn lúa rổ mà bà con thấy rằng nó mình đã làm sai cái kỹ thuật ban đầu, tức là sử dụng thuốc trừ sâu sớm rồi, bón thừa phân đạm lá mèo rủ rồi sâu nó vô, nó mình phát hiện là tuổi nó tấn công rất đồng đều đến ruộng rồi, thì phải sử dụng thuốc đặc trị là phun làm sao để dứt điểm, để khao tránh cái việc nó phun nhiều lần, vừa tốn kém vừa ảnh hưởng sức khỏe, mà vừa cái ruộng lúa nó sẽ trổ lọt trọt giai đoạn sau này mà ảnh hưởng đến năng suất. Thì về vấn đề phòng trừ sâu cuốn lá, chúng tôi xin đưa ra cái đề xuất như thế để bà con chúng ta mỗi người mình đưa ra cái quyết định để mình chọn cái giải pháp đúng nhất để theo cái anh nông dân vừa rồi, nếu là làm sao có đồng lời nhiều. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Lê Hữu Hải. Câu hỏi thứ hai của khán giả tên là Lê Văn Cảnh ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Anh hỏi thế này: tôi trồng lúa Jasmine 85 được 35 ngày tuổi, xuất hiện rầy rất là nhiều như là trong hình vậy nè. Tôi thấy thông thường lúa chỉ bị cháy rầy từ giai đoạn lúa trổ cho đến chín, còn giai đoạn nhỏ thì không thấy bị cháy rầy. Tôi tính đưa nước vô cao tối đa để đuổi rầy, để mà khỏi tốn tiền thuốc, vừa không có chết thiên địch nữa. Vậy chỉ cần là mở cống là cho nước vô là được rồi. Thì xin các nhà khoa học cho tôi một lời khuyên. Câu hỏi này chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của thạc sĩ Trần Thị Bích Trân ạ. Xin chào anh Cảnh cùng bà con. Trước hết là chúng tôi muốn nói là rất ngưỡng mộ cái tinh thần của anh Cảnh, đó là không quyết định là không xài thuốc mà sử dụng cái biện pháp canh tác, tức là anh định là nhấn nước, nhấn rầy, coi như là cho rầy chết chìm. Như vậy thì vấn đề đặt ra là thông thường thì ở đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta thì bà con hay làm cái đất ruộng mà ở giai đoạn lúa 35 ngày như thế này thì cái bờ mẫu bà con lại thấp hơn cái cây lúa. Như vậy thì nếu mà anh nhấn được rầy có thể là nó không có hết. Nhưng mà trường hợp ruộng của anh biết là các bờ mẫu là hoành tráng rồi, là cao hơn cây lúa rồi, anh có thể nhấn được và trong vòng 2 ngày mình có thể rút nước ra được, thì lúc đó mình nhấn được thiệt, mình tiêu diệt được rầy, lúc đó là mình không cần phun thuốc. Còn trường hợp mà ruộng của chúng ta cái điều kiện là thực ra chỉ vô nước được khoảng chừng nửa cây lúa, thì chúng ta vô nước tới đâu thì rầy nó bò lên trên, thì đó chúng ta vẫn nên vô nước để làm gì. Và lúc này thì cái mật số, nếu mà thông thường nhìn vào cái ảnh này, nếu mà cả ruộng anh mà với cái mật số này thì đến giờ phút này chúng ta phải hành động, là chúng ta phải sử dụng cái thuốc trừ rầy. Tuy nhiên cái vấn đề sử dụng cái thuốc nào là một cái việc mà chúng ta cần cân nhắc để chọn lựa. Bởi vì đừng có quá nóng ruột, thấy rầy nhiều như thế này mà lúa mới 35 ngày mà lại đi lấy cái thuốc cực độc rồi phun cho chết liền, rồi lại là pha thêm những cái mà bà con thường sử dụng. Ngoài thực tế tôi thấy bà con thậm chí đổ nhớt nữa. Như vậy là bà con hại cái hệ thống môi trường và cái thiên địch của chúng ta dữ lắm. Cho nên là ở giai đoạn này cây lúa nó còn nhỏ, và nếu như mà cái mật độ rầy và cái tuổi rầy như trên hình là chúng ta thấy rầy cám, rầy tuổi 1, tuổi 2 cũng rất là nhiều, và đến giờ này chúng ta có thể phun, thì chúng tôi khuyến cáo bà con là nếu có phun thì bà con cần cân nhắc để chọn cái gốc thuốc là có cái tính là nó ít hại cho đến thiên địch. Tôi ví dụ những cái hoạt chất thuốc là cái bimetrozin, như hiện nay công ty Tân Thành cũng có cái phân phối cái TTOSA 50WB, đó là bà con có thể sử dụng cái TTOSA 50WG để mà bà con phun với 15g trên bình 16 lít. Vì cái ưu điểm là sản phẩm này thì không có gây chết các cái thiên địch như là kiến ba khoang hay là cái nhện, hoặc là cái đối tượng mà thiên địch khác ở trên ruộng của chúng ta. Như vậy thì mà bà con phun, bà con phải lưu ý là không có chết rầy liền, mà là phun xong rồi con rầy nó bị hư hại cái hệ tiêu hóa của nó không có chích hút được, nó không có gây hại tổn đến cái nhựa, cái mạch nhựa của cây, và sau đó 3 ngày bà con mới thấy biểu hiện rầy chết, và nó chết dần cho đến 7 ngày, 10 ngày, 14 ngày vẫn còn cái hiệu lực. Và chúng ta lưu ý là lúc này không nên nóng ruột mà phun những cái thuốc cực độc, bởi vì công ty Tân Thành cũng có những cái loại thuốc hóa học để trừ nhanh, nhưng mà chúng tôi lưu ý bà con, khuyến cáo bà con là ở giai đoạn lúa 35 ngày như thế này thì đúng là nên cân nhắc. Và chúng tôi khuyến cáo bà con phải bảo vệ cái hệ thống thiên địch ở trên ruộng của chúng ta. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Một câu hỏi qua hình ảnh thứ ba chúng tôi nhận được của anh Nguyễn Văn Minh ở Tân Hiệp, Kiên Giang. Anh hỏi là lúa tôi bị muỗi hành gây hại, nhưng mà tôi chưa thấy con muỗi hành. Ban đêm thì tôi thấy có nhiều con, nó giống ở trong cái hình, bay vào đèn và chúng có mùi tanh như hành.
xin cho biết đây có phải là con muỗi hành hay không? Phòng ngừa muỗi hành từ cái giai đoạn nào? Dân câu hỏi này chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh ạ. Dạ, cái hình của anh Minh trình bày thì có một cái thì đúng là muỗi hành. Cái hình mà cây cây lúa mà có những cái ống ống giống như cái lá hành, lá năng đó, rõ ràng là con muỗi hành nó đã tấn công mình trồng đó rồi. Và lúc này nếu mà chúng ta tách ra thì chúng ta có thể thấy con ấu trùng còn non nó đang ở bên trong ống. Còn nếu mà trễ quá thì trên cái đầu ống chúng ta thấy nó lủng lỗ và nó có cái xác. Thì có nghĩa là cái con này nó đã trưởng thành thành là con muỗi nó bay ra rồi, nó sẽ vào đàn. À, cho nên rõ ràng là muỗi hành, nhưng mà giai đoạn này trễ rồi, nếu mà chúng ta trị thì rất là trễ ha. Còn cái hình kia thì cái con đó không phải là con muỗi hành, mà trái lại đó là một trong những con mà chúng tôi gọi nó là muỗi nước hay là muỗi xanh, bởi vì nó có màu xanh lá cây, màu xanh lục. Và con này nó cũng rất thích vào đèn, có khi nó vào đèn rất là nhiều. Nó có nhiều cỡ, có khi rất nhỏ, có khi trung bình, có khi lớn, thì chúng tôi gọi là muỗi nước, bởi vì nó đẻ trứng ban đêm, nó xuống đẻ trứng ở dưới nước á. Thì cái trứng nó thành ra một cái khối nhầy nhầy trong đó, gồm có một khối nhầy trong đó chứa cả trăm trứng. Thì chỉ trong vòng 1-2 ngày sau là nó đã nở ra thành con muỗi rất là nhỏ, chìm xuống dưới đáy nước. Và nó ăn cái rơm rạ mục nát ở trong nước. Cho nên trong cái vòng 30 ngày đầu chúng ta xả, sau khi xả xong á, thì những cái rơm rạ dưới đó còn rất nhiều. Cho nên những con này nó tới đẻ xuống dưới rồi nó ăn. Cho nên nếu mà nước trong chúng ta thấy nó ngo ngoe từ dưới đáy nước lên như thế này, chúng ta gọi là con trùng đỏ hay là nó muỗi lớn. Vì cái hình nó dài, cho nên cái con đó mới là cái con này là con muỗi nước. Cho nên con này rất có lợi. Còn cái con muỗi hành ở chúng ta, hồi nãy cô Bích Trâm có cái hình hay quá, không biết là chúng ta thấy con muỗi hành nó tương đối lớn hơn một chút mà nó màu đỏ rõ ràng. Hai cái râu dài, màu đen đưa tới trước. Cái cánh tròn, còn cái cánh con này nó xếp lại dọc theo tầm. Cái cánh nó hơi tròn ha. Cái cánh nó xếp lại rất là ít cho nên chúng ta thấy hơi tròn. Hai cái râu thấy rất là rõ ràng. Không có kim chích cho nên nó không phải muỗi nhà mà nó cũng không phải con muỗi nước nữa. Con này mới đẻ trứng từng cái ở trên cái lá non. Và nếu mà có xương, cái thời gian nào mà có xương nhiều á, thì con dòi nở ra nó sẽ theo cái xương á, chui vào trong cái đọt non và nó tấn công cái đọt non. Còn nếu mà trời khô thì nó không thành công, tức là con dòi nó sẽ chết dọc đường. Cho nên cái điều kiện mà vụ đông xuân mà có thời gian xương nhiều thì do đó muỗi hành mà có thể phát triển. Cho nên chúng ta nên phân biệt con muỗi hành với lại cái con muỗi nước. Con muỗi nước thì rất có lợi, nó phân hủy chất hữu cơ, đồng thời nó cũng là nó lên nó xuống nó đẻ, hay là khi con muỗi nó trưởng thành nó bay lên đó, thì những con thiên địch ở trên, con chuồn con nhện này kia bắt nó ăn, cho nên có thức ăn. Cho nên con thiên địch nó ở trong luống lúa là vì nó có thức ăn. Và cá con giai đoạn đầu cũng là cá con ở đồng bằng sông Long chúng ta, cá con rất nhiều, cá sặc, cá rô, cá nhỏ nhỏ rất cần những con này để mà nó ăn. Cho nên cái con muỗi nước thì có lợi, và cái hình đó là một trong những con muỗi nước. Còn con muỗi hành chúng tôi mới chiếu lên, các bạn nên chú ý rõ để chúng ta sẽ có dịp nói kỹ hơn. Thưa với giáo sư, lúc nãy anh Minh ảnh cũng có nói là cái con mà nó bay vào đèn mà nó có cái mùi tanh tanh giống mùi hành nữa ạ. Xin phó giáo sư có thể giải thích. Không biết là anh có nghe có cảm giác là con này muỗi hành quá không, chứ thường thấy cũng không có mùi hành. Không phải muỗi hành thì là có mùi hành đâu. Không phải muỗi hành mà là cái lá nó giống cái lá hành. Con muỗi nó đẻ ra và nó tạo cái lá giống lá hành. Như vậy thì ở trong chuyên môn của phó giáo sư nghiên cứu thì không có con muỗi hành mà nó có cái mùi hành nữa phải không? Không có mùi, tức là con mùi này không có thể phát hiện nó bằng mùi được. Mà thường thường nó vào đèn. Một câu hỏi của khán giả Trần Thị Mỹ Phượng ở Lai Dung, Đồng Tháp. Chị hỏi rằng là xin cho biết thuốc trị muỗi hành Blasty có sử dụng lâu dài được hay không? Sử dụng liên tục trong 3 vụ, ý chị muốn hỏi là sử dụng liên tục như vậy đó. Còn Blasty có thể phối trộn với thuốc sâu khác được hay không? Câu hỏi này chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của thạc sĩ Trần Thị Bích Trân ạ. Chào chị Mỹ Phượng cùng bà con. Trường hợp mà ruộng của chúng ta bị muỗi hành gây hại là thực ra là chúng ta trị cái con sâu năng, tức là ở bên trong cái cọng lúa mà bị giống như cọng hành đó.
cái lá lúa bị giống như cộng hành đó, chứ không phải chúng ta lấy thuốc ra để chúng ta xịt con muỗi đâu. Tại vì như phó giáo sư tiến sĩ Trần Nguyễn Văn Bình có nói thì con muỗi là nó lại xuất hiện ban đêm và cái dòng đời của nó cũng rất là ngắn. Nếu bà con phun rồi chúng ta trị là trị con sâu năng, tức là cái con ấu trùng của con muỗi này. Như vậy thì nếu mà cần thiết với cái mật số ở trên ruộng là thường thì chúng tôi thấy là gây hại ở trên ruộng là từ 30% trên ruộng mà chúng ta thấy. Có nghĩa là khi bà con thấy 100 cây lúa của chúng ta mà có 30 cây bị, mà thường là nó bị cục bộ chứ không phải là bị rải đều hết ruộng đâu bà con. Thông thường là ở những cái chỗ mà bìa vườn là chúng tôi ghi nhận được là hay xuất hiện. Như vậy là nếu mà bị thì chúng ta sẽ cần xử lý đến cái thuốc mà có lưu dẫn để nó đi được vào bên trong và nó diệt cái con sâu năng. Như vậy thì trường hợp này chúng tôi khuyến cáo bà con sử dụng là cái thuốc có hoạt chất là cái fipronil, đó là cái supergen. Như vậy thì supergen bà con chỉ sử dụng là 20ml trên bình 16 lít, 1 công 1000 m³, bà con cần 2 bình. Nhưng mà lưu ý là chúng ta thấy cái ngưỡng gây hại chúng ta mới phun, chứ không phải là thấy 1-2 cây là đem đi phun, nó sẽ không có hiệu quả kinh tế nha bà con. 1-2 cây là nó không ảnh hưởng gì cả, tại vì trên 1m² chúng ta có đến cả ngàn cái nhánh lúa nha bà con. Còn cái lá ti thì sử dụng lâu dài được hay không, chúng tôi là nghĩ bà con ngại cái chuyện kháng thuốc. Tuy nhiên về cái lá ti là chúng ta biết là cái cơ chế tác động là tác động lên cái từng thế hệ của cây trồng. Nó không có đem đi diệt con sâu rầy hay là cái nấm vi khuẩn gây hại. Do đó mà cái tác động ở từng giai đoạn cây trồng và cái hoặc bản chất lại là cái hormone tăng trưởng mà có cái nguồn gốc là sinh học, tức là chiết xuất từ thân và lá cây xoài. Như vậy thì chúng tôi đã phân phối cái sản phẩm này với thị trường là 7 năm rồi. Và cái mỗi năm chúng tôi đều có lặp lại cái khảo nghiệm để đảm bảo có hiệu quả cho bà con khi sử dụng trên cây trồng. Do đó mà bà con có thể an tâm sử dụng. Và nếu mà cần thiết để phối trộn ở những giai đoạn có sâu bệnh hại thì bà con vẫn có thể pha trộn, bởi vì đây không phải là cái dạng sinh học mà là vi sinh vật sống, không phải như vậy, mà là chiết xuất từ thân và lá, tức là chúng tôi đã cho nó vào cái dung dịch. Và lúc này thì bà con có thể cộng được với những cái loại thuốc trừ sâu bệnh khi cần thiết, không có ảnh hưởng đến cái hoạt chất của cái thuốc của lát ti. Dạ. Xin cảm ơn thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Chúng tôi nhận được câu hỏi của anh Nguyễn Văn Dĩnh ở Cái Bè, Tiền Giang. Anh hỏi là giữa con rầy nâu và con sâu cuốn lá có mối quan hệ với nhau hay không? Anh mở ngoặc, anh nói là ví dụ nào mà rầy nâu nhiều thì sâu cuốn lá nhiều. Vấn đề này chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của tiến sĩ Lê Hữu Hải ạ. Dạ, xin chào quý bà con nông dân. Thì sâu cuốn lá thì rầy nâu ha, nó có quan hệ với nhau là nó là gì, là hai loại sâu dịch hại ha, là sâu rầy sâu hại thì là cùng tấn công trên cái ruộng lúa của mình. Thì thông thường bà con mình biết là nói chung là tất cả các loại sâu hại cũng như bệnh hại nó gây hại trên ruộng lúa, là mỗi thí dụ về trong cùng một cái cánh đồng đó xả cùng giống lúa cùng ngày, nhưng mà chỉ khác có mỗi một cái thửa ruộng thì khác anh chủ ruộng. Vậy là khác cái gì bà con, là khác cái kỹ thuật canh tác. Như vậy là mỗi một cái ruộng á thì có bị sâu rầy tấn công, có ruộng thì không có. Vậy là do đâu? Là do cái kỹ thuật canh tác của mỗi nông dân mình không giống nhau. Ví dụ như ruộng nào mà xạ, như đầu chương trình bà con mình nghe rồi, xạ mà dày quá, bón mà phân đạm mình thường nói thừa, cỡ nào thừa mà thấy ruộng xanh đen và lá mềm rũ thì chắc chắn là thừa. Như vậy là ruộng đó thì sao? Thì không bị sâu cuốn lá thì cũng sẽ bị cháy lá hoặc là cháy bìa lá, có khi bị rầy nâu. Và đặc biệt nữa là gì? Là sử dụng thuốc trừ sâu, đặc biệt là giai đoạn mới xạ. Nếu bà con mình sử dụng thuốc từ sau mình thường nghe là thuốc phổ rộng ha, tức là phun xuống con gì cũng chết, và nhiều khi bà con mình thích là phun mà cua với ruộng mà bò lên luôn nữa càng ngon. Nên như vậy là cái ruộng đó phun xong thì sao, thì sau đó thì không bùng phát rầy nâu thì sẽ cũng sẽ bùng phát sâu cuốn lá, tại vì phun vậy là nó chết hết trơn rồi, ăn thiên địch gì chết hết rồi thì chắc chắn là cái sâu rầy nó sẽ bùng phát. Như vậy là cái đó là cái mối quan hệ chung giữa các loài côn trùng thiên địch nó gây hại mà thiên địch quết và côn trùng gây hại trên cái ruộng lúa, và trả lại sâu cuốn lá dạng rầy nâu. Thì thông thường bà con mình thấy là gì, rầy nâu nó gây hại theo sao, là mình gọi là có chu kỳ ha, đợt kéo dài một số năm sau đó nó ngưng, giống như cách nay 3-4 năm, từ năm 2007 nó hoành hành cho chúng ta cho tới bắt đầu năm nay thì bà con mình bớt lo rầy ha. Còn sâu cuốn lá thì thấy làm sao, lúc nào cũng có, đúng vậy không? Nên là khi mà lúa mà lá mà nó quạt hay xanh đen là lây quay là có sâu cuốn lá. Đặc biệt là sử dụng thuốc trừ sâu phổ rộng như vậy, anh hỏi là sao cái
anh thấy là ruộng giờ vừa bị có cái sâu cuốn lá như này là do đâu, là ruộng mình quán thừa phân đạm nha, lá nó xài vậy và quản lý nước không tốt nữa thì ruộng bị khô nước, thì khi ruộng khô nước thì sao, đối với rầy nâu thì sao bà con, là thiên địch đó, nó không có phát triển được, thì cũng là điều kiện để cho rầy nâu nó bùng phát. Nói tóm lại là do kỹ thuật canh tác mà mình không đúng, làm cho điều kiện, tạo điều kiện để cho hai cái loài sâu rầy này nó thuận lợi để nó phát triển gây hại trên cái ruộng lúa. Như anh Vĩnh nhận xét thì ruộng vừa thấy có bị sâu cuốn lá và có rầy nâu là do cái ruộng mình đã sử dụng thuốc trừ sâu sớm nè, xạ dày bón thừa phân, và có khi là quản lý nước không tốt. Dạ, xin trao đổi các nguyên nhân như thế để bà con mình có kinh nghiệm để quản lý thời gian tới. Dạ, xin cảm ơn. Dân xin cảm ơn tiến sĩ Lê Hữu Hải. Chúng tôi cũng vừa nhận được câu hỏi của anh Nguyễn Quốc Bảo ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Anh hỏi có ba ý rất là hay. Anh hỏi như thế này: xin hướng dẫn cách sử dụng thuốc diệt sâu rầy sao cho bảo vệ thiên địch. Rồi ý thứ hai là làm thế nào nhận biết hệ sinh thái mất cân bằng và cân bằng. Ý thứ ba là khi thấy bướm rộ trên đồng thì xịt thuốc xử lý rầy nâu và sâu cuốn lá thì có đúng thời điểm hay không? Câu hỏi này chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh ạ. Câu hỏi của anh Bảo rất là hay ha. Câu hỏi thứ nhất, xin hướng dẫn cách sử dụng thuốc diệt rầy sao cho bảo vệ được thiên địch. Nếu mà chúng ta phải sử dụng thuốc á, thì có mấy cách. Một là chúng ta phải làm thế nào phun một lần để cho diệt hết rầy, cho nên phải dùng bốn đúng thuốc rầy, đúng liều lượng, cách phun ở phía dưới và thời điểm con rầy nó còn non chẳng hạn, thì chúng ta dùng một lần thì nó sẽ. Thứ hai nữa là cái thuốc đó phải làm như thế nào đặc trị con rầy nhưng mà ít ảnh hưởng đến những loại thiên địch khác. Và ngoài ra hiện nay chúng ta có những cái thuốc, các bạn có nghe nói thuốc chống lột xác đó. Cái thuốc này nó chỉ làm con rầy là nó khi con rầy non nó rột xác thành rầy lớn hơn là nó không rột xác được khi nó bị thuốc này, cho nên nó chỉ ảnh hưởng con rầy thôi. Đó. Hay là nấm xanh, nấm trắng, chắc các bạn cũng nghe nói đó là những loại nấm mà người ta nuôi trong môi trường, người ta tạo thành nó chất bột và người ta phun ra, khi mình phun thì những con nấm này nó tấn công con rầy, đặc biệt là tấn công con rầy. Tuy nhiên những cái sản phẩm này thì hiện nay còn hơi hiếm, nhưng mà bà con cũng biết, cho nên nếu cần thì chúng ta sẽ phát triển cái này ra. Thì đó là những cách mà có thể bảo vệ được thiên địch. Làm thế nào nhận biết hệ sinh thái mất cân bằng và cân bằng? Hệ sinh thái cân bằng là các bạn thấy ít sâu rầy và lội và ở trong đó chúng ta thấy có những con này con kia, có những con nhện chạy trên mặt nước hay là giăng lưới ở trên, có những chuồn chuồn bay bay nhiều cái con, thì những cái con này là những cái con nó không ăn cây lúa, nó ở trong đó nó ăn những con khác, trong đó nếu mà có sâu rầy tới thì nó tấn công sớm để cho một số sâu rầy không phát triển được. Còn nếu mà chúng ta ra cái ruộng lúa chúng ta thấy xua tay về thấy im lìm, không có gì dưới nước, cũng không có gì mà ở trên, có gì coi yên tĩnh như vậy, nhưng mà thật ra thì không phải là yên tĩnh. Nếu mà con sâu con rầy có điều kiện nó tới thì không có cái gì bảo vệ, cho nên nó có thể bộc phát bật chỗ lên rất là dễ. Hay là nghe mùi thuốc hay là không nghe mùi thuốc chẳng hạn, đó là cách. Khi bướm rộ trên đồng thì phun xịt thuốc xử lý rầy và sâu cuốn lá thì có đúng hay không? Bướm rộ là con bướm mới tới thì mật số bao nhiêu mà là rộ, và nó tới đó chưa chắc là nó đẻ trứng rồi chưa chắc cái trứng nở ra, bởi vì những con bướm này có thể những con nhện nó giăng lưới nó bắt, và khi nó đẻ trứng có những con rất nhỏ, con bò rùa, con kiến bò khoang nó ăn những cái trứng đó, và khi trứng nở ra có những con ong ký sinh nhìn những cái trứng đó. Cho nên khi bướm rộ chưa chắc là mật số cầu sâu cuốn lá sẽ cao và gây hại sẽ lớn, chúng ta hãy đợi cho đến khi bắt đầu nó nở ra, và sâu túi non đó là nó chỉ cuốn cái đầu lá, chúng ta thấy bắt đầu nó cuốn đầu lá, chúng ta mở ra thấy sâu cuốn lá ở trong đó, đếm mật số đến cái ngưỡng hành động nãy giờ có trình bày, thì lúc đó chúng ta mới trị thì dược kịp thời, nó chưa gây hại mà đồng thời chúng ta có thể dược sớm một cách hiệu quả. Cho nên đừng có phun sớm, như tôi nói là chúng tôi hướng dẫn bà con để bà con nắm rõ cái quy luật của con sâu cuốn lá, để từ đó chúng ta sẽ trị nó kịp thời, tránh uổng thuốc, tránh có hại đến hệ sinh thái của đồng ruộng, và cái thuốc này mà khi mà chúng ta dùng nó có hiệu lực rõ ràng. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh. Kính thưa quý khán giả, thưa bà con,
Khi mà nói đến cái vấn đề quản lý các đối tượng côn trùng trên ruộng lúa thì các nhà khoa học luôn luôn khuyến cáo bà con nông dân là nên quan tâm đến vai trò của thiên địch. Tuy vậy thì đa phần là bà con nông dân chỉ biết đến, chỉ quan tâm đến những cái con thiên địch mà nó có kích thước lớn, bà con dễ nhận thấy. Còn đối với những con thiên địch mà kích thước rất là nhỏ thì hầu như là bà con chưa có tin tưởng chắc lắm. Cho nên là để giúp cho bà con hiểu rõ hơn về vai trò của thiên địch, đặc biệt là đối với những con thiên địch có kích thước rất là nhỏ, thì cũng như là biết được cái vai trò của chúng trong cái cộng đồng hệ sinh thái trên ruộng lúa như thế nào, thì ngay sau đây chúng tôi chuyển đến quý bà con, quý khán giả cùng theo dõi vài hình ảnh ghi nhận qua đoạn văn sau đây. Nếu so về chủng loại số lượng thì thiên địch trên đồng ruộng có sự đa dạng không kém gì các loại dịch hại. Phần lớn các loài côn trùng hại lúa đều có kẻ thù trong tự nhiên. Chúng có thể là loài bắt mồi ăn thịt, ong ký sinh hoặc những thiên địch gây bệnh cho sâu rầy. Nhóm thiên địch bắt mồi gồm có các loài ăn trứng, sâu hoặc rầy non và cả con trưởng thành. Nhện là thiên địch chuyên bắt sâu rầy rất hiệu quả. Chúng sinh sống ở mọi nơi trong ruộng lúa. Hình thức bắt mồi cũng rất đa dạng. Chúng là những loài nhện không giăng tơ mà tấn công con mồi bằng cách dồ bắt. Nhưng cũng có loài bắt mồi bằng cách giăng tơ. Đây là một con bướm sâu cuốn lá đã bị dính lưới của con nhện chân dài. Với số lượng loài đa dạng và có thể tấn công cả sâu non, bướm sắp đẻ trứng, nên nhện có khả năng khống chế sự gia tăng mật số của sâu hại rất cao. Đây là một con bọ xích mù xanh đang tìm trứng rầy. Cả trứng và rầy non mới nở đều là thức ăn ưa thích của chúng. Mỗi ngày, người bạn này giúp nông dân tiêu diệt khoảng 10 trứng rầy hoặc 5 con bọ rầy. Một con rầy non té xuống mặt nước, ngay lập tức có những chiếc giòi hút đâm thẳng vào con rầy. Vì có kích thước nhỏ nên loại bọ nước thường tấn công con mồi bằng chiến thuật bầy đàn. Con rầy dù to lớn hơn vẫn bị tiêu diệt chỉ trong vài giây. Chúng thật sự là hung thần của những con rầy không may rơi xuống nước. Đây là một con ong ký sinh trứng rầy. Đặc điểm chung là chúng rất nhỏ bé và mềm yếu hơn so với các loài bắt mồi ăn thịt. Nhóm thiên địch ký sinh gồm rất nhiều loài ong và ruồi có kích thước nhỏ. Không giống như bọ xích mù xanh lấy giòi hút chất dinh dưỡng trong trứng, ong ký sinh dùng chiếc gai ở phía sau để đẻ vào trứng sâu rầy. Có loài đẻ ngay bên cạnh ổ trứng của dịch hại. Khi trứng nở, ong non sẽ sử dụng tổ trứng hoặc ấu trùng của sâu rầy làm thức ăn lớn lên. Quá trình này gọi là ký sinh. Vì lấy dịch hại làm thức ăn hoặc ký chủ, nên mật số thiên địch luôn phát triển sau dịch hại. Nhưng trong điều kiện tự nhiên, khi mật số dịch hại tăng, thì thiên địch cũng nhiều lên sau đó. Đến lúc mật số thiên địch cao, thì dịch hại sẽ bị ức chế, số lượng giảm đi. Đến lúc này, mật số thiên địch cũng giảm, do lượng thức ăn ít dần. Đây là quy luật cùng tồn tại giữa con mồi và kẻ săn mồi, luôn diễn ra trên đồng ruộng. Thưa quý khán giả, thưa bà con, thông qua những cái ghi nhận vừa rồi với những hình ảnh rất là thú vị từ cái hệ sinh thái trên đồng ruộng của mình, thì chúng tôi xin hỏi là bà con tại phim trường này nè, là có cái những câu hỏi gì mà muốn đặt ngay cho các vị diễn giả tại đây không ạ? Chắc chắn là có ạ. Dạ, xin mời chú. Tôi Lê Hoàng Buôn ở Dị Đông, Dị Thủy, Hậu Giang. Dạ. Xin hỏi nhà diễn giả là trên đồng ruộng hiện nay thì cái loài thiên địch nó xuất hiện có trước hay là sâu rầy có trước? Dạ, các bác nông dân thắc mắc là không biết thiên địch có trước hay là cái loại mà sâu rầy nó có hại đối với cây lúa nó có trước. Câu hỏi này chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh ạ. Dạ, để trả lời câu hỏi này thì mình đang nghe nói thiên địch. Như vậy thiên địch nó ăn cái gì? Nó không ăn cây lúa cho nên mình mới nói là thiên địch. Mà nó ăn sâu hại cho nên mới gọi là thiên địch, địch thủ do ông trời ông phái xuống ông giúp mình bảo vệ cây lúa mà. Cho nên nó không ăn cây lúa mà nó ăn những con khác, chủ yếu là sâu hại. Cho nên khi nào có sâu hại rồi
thì có những cái con thiên địch nó tới, nó thấy có mồi nó tới nó ăn. Cho nên trên nguyên tắc là thiên địch sâu hại tới trước, rồi sau mới đó thiên địch. Thiên địch quá trễ hay là nó tới sớm vừa vừa để mà nó có thể ăn sớm, thì cái điều đó là cái sự hữu hiệu của thiên địch. Cho nên hồi nãy có cái hình chi tiết rất là hay. Trước tiên là sâu hại nó phát triển mật số lên, rồi sau đó mới mật số của thiên địch đi theo. Cho nên khi có mật số đi theo thì cái mật số sâu hại nó giảm xuống, bởi vì do con thiên địch ăn mà. Rồi sau đó mật số con thiên địch cũng giảm xuống, hết thức ăn thì con thiên địch nó sẽ đi chỗ khác hay là gì. Cho nên như vậy mà nó lên xuống như thế này. Nếu mà chúng ta không can thiệp bằng thuốc hóa học để chúng ta diệt mà có ảnh hưởng đến thiên địch đó, thì nó cứ như thế này và mật số của con sâu hại sẽ không lên được đến cái ngưỡng để mà gây hại chúng ta. Chúng ta gọi là sự cân bằng sinh thái, bởi vì cái sâu hại thường thường nó bị kiểm soát bởi các loài thiên địch. Mà nếu vì lý do nào đó chúng ta bón phân đạm nhiều quá, sâu hại nhiều quá, thiên địch không kiểm soát nổi, hay là chúng ta phun thuốc chết thiên địch bớt hay là hết thiên địch, thì con sâu hại nó có điều kiện phát triển. Còn nhưng mà chúng ta nên chú ý là khi mà dùng IBM, người ta đề nghị là trong vòng 30 hay là 40 ngày sau khi xạ chúng ta đừng có sử dụng thuốc. Là vì trong cái khoảng thời gian đó thiên địch có sẵn ở trên đồng ruộng. Ví dụ con nhện nè, chúng ta thấy nhện nhện chạy trên mặt nước, con nhện nhân lưới nè, rồi con kiến ba khoang, con bọ rùa, lúc đó nó có rất nhiều ở trong đó. Thường thường á là khi mà chúng ta xạ rồi thì trên bờ ruộng nó trốn, nó xuống đó. Và có nhiều khi nó ăn lẫn nhau. Và đặc biệt quan trọng là cái thời gian mà lúa còn non này á, cái con bọ xích nước hồi nãy tôi nói rất nhiều. Ban đêm nó xuống nó đẻ trứng, trở thành ra con muỗi dưới ít ngày hay chừng tuần lễ hơn, nó trở thành con muỗi khác chui lên. Thì nó xuống này, nhện có thể bắt ăn, mấy con khác có thể bắt ăn. Và khi nó trở lên này, nó cũng bắt ăn. Cho nên chúng ta thấy những cái lưới của nó buổi sáng có rất nhiều con đó. Cho nên đó là cái nguồn thức ăn rất là quan trọng. Vừa giúp mình phân hủy chất hữu cơ, tạo ra cái chất dinh dưỡng cho cây lúa, mà đồng thời nó là nguồn thức ăn cho thiên địch, để giữ chân thiên địch. Cho nên như vậy con thiên địch lúc này có trước. Còn ở con sâu, con rầy, nó tới sau. Khi cây lúa nó xanh xanh rồi nó mới tới sau, thì sẵn có những cái con này ở trong đó, nó ăn những con này rất sớm, cho nên mật số con này không phát triển lên được. Nhưng mà sợ nhất là khi cây lúa bắt đầu làm đồng trổ dày đặc, lúc đó đó thì những con này nó phân tán đi, mà cái con rầy lại có điều kiện rất là dễ phát triển. Cho nên lúc đó thiên địch lúc đó có thể làm không lợi đối với con rầy hay con sâu hại. Cho nên vì vậy chúng ta nói cái giai đoạn nó rất là quan trọng, kiểm soát lúc đầu này, chứ lúc sau đó thì làm sao mà chúng ta cho cái đồng ruộng chúng ta đừng có bị cái tình trạng đó. Lúc đó chỉ có thể là dùng mấy con ong ký sinh để nó ký sinh lên trên đó, những cái con đó rất hữu hiệu, nhưng mà khi mật số rầy thì cũng rất khó. Vì vậy cho nên chúng tôi có cái chương trình mà các bạn nói là công nghệ sinh thái, có nghe nói không? Chúng ta trồng hoa ở trên bờ ruộng nhiều, thì cái hoa đó đó, cái mật hoa và phấn hoa là thức ăn cho những con ong ký sinh mà nãy chúng ta thấy đó. Cho nên nó tới đó, nó ăn cái mật hoa phấn hoa, sẵn nó đi vào trong ruộng, nó ký sinh trên con rầy, con sâu này kia. Cho nên chúng tôi gọi là công nghệ sinh thái, cái trồng này kia, trồng trặc tổ chức bờ bao gọi là công nghệ. Và nó tạo sự cân bằng sinh thái giữa cái con sâu rầy với những cái con thiên địch. Chúng ta làm tạo điều kiện cho thiên địch nó đến nhiều hơn, chứ ở giai đoạn sau đó thì thiên địch không có tấn công. Cho nên chúng ta trồng ngay từ đầu thì rất tốt cho vấn đề giữ cân bằng sinh thái trong ruộng lúa. Dạ. Yeah. Xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nhân Quỳnh. Chúng tôi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ. Ở khu vực 1, phường 4, thành phố Thanh, tỉnh Hậu Giang. Dạ. Xin hỏi nhà khoa học, vì sao thuốc quảng cáo việc được sâu và gầy mà ít ảnh hưởng đến thiên địch? Xin hết. Ý anh có thể nói rõ hơn cái ý của mình không ạ? Ý hỏi là tại sao mà thuốc mà xịt chết được con sâu và con gầy mà thiên địch ít ảnh hưởng? Ít ảnh hưởng đến hơi bị thắc mắc, phải vì sao có cái loại thuốc đó đó hả? Yeah. Phải không ạ? Dân xin cảm ơn anh. Anh muốn biết là tại vì trước đây có lẽ là anh sử dụng nhiều cái loại thuốc mà xịt một cái là nó chết hết rồi. Bây giờ
có những cái loại thuốc người ta quảng cáo là chết sau rầy nhưng mà bảo vệ được thiên địch, thì anh hỏi vì sao nó có cái cơ chế như vậy? Chắc có lẽ vậy. Chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của tiến sĩ Lê Hữu Hải ạ. Dạ, kính chào anh Quảnh, kính chào quý bà con nông dân. Thì thường bà con mình có, để tôi trước khi trả lại câu hỏi câu này, tôi có một cái ý này, để có một câu chuyện này để kể bà con nghe. Thế là tôi trường có làm cái thí nghiệm, mới thuê cái ruộng nông dân, mình mới đưa cái nông dân bảo là một công đất tôi lời 2 triệu, trường mới đưa cho ông 2 triệu, bảo là ông việc tới ngày ông rải phân rồi ông bơm nước mà đừng xịt thuốc cho tôi thôi. Sau đó ông xuống bảo là thôi giờ tôi trả lại cho chú 500 ngàn, tôi lấy 1,5 triệu thôi mà thuốc để tôi xịt, tiền tôi để tôi mua. Thế là ông bỏ theo tiền rồi ông trả lại, mà ông lại đi đồ mua thuốc. Thế là gì, bà con nông dân mình cứ nghĩ là cái nghe nói tới làm ruộng tôi nghĩ tới cái diện xịt thuốc thì không nghĩ là cái thuốc đó nó như thế nào. Thì giờ anh Quảnh đặt vấn đề cũng rất là hay, tức là thuốc bây giờ nếu giả sử có xịt thuốc thì xịt thuốc như thế nào mà cần là tiêu diệt được cái đối tượng gây hại, thí dụ như rầy nâu, sâu cuốn lá gì đó, mà nó không ảnh hưởng thiên địch, tức là cái ruộng lúa mình, thí dụ giờ mình sử dụng thuốc trừ rầy nâu mà là không gây bùng phát cái sâu cuốn lá, và ngược lại là sử dụng thuốc trừ sâu cuốn lá mà không gây bùng phát cái rầy nâu. Thì giờ thì thông thường bà con mình biết là nếu mà mình sử dụng thuốc dễ thấy nhất á, là trừ con sâu cuốn lá, hoặc là nhất là sâu keo, hay là sâu phao gì, giai đoạn lúa mà mới xạ trừ sâu phao sâu keo vậy ha, thì là lúa khoảng chừng 20 ngày, 20 tháng tuổi trừ sâu phao sâu keo vậy đó, thì chắc chắn bằng cái thuốc phổ rộng mà phun mà cua mà leo lên bờ là cá hay lươn vào trồi lên chết hết á. Ăn thì nếu mà trong cái đợt năm từ 2007 đến năm 2010 á, thì chắc chắn là ruộng đó sau giai đoạn lúa làm đồng trổ sẽ bị rầy nâu rất là rõ ràng. Lý do như bà con mình nghe thì mình giới thiệu vai trò thiên địch phun như thế thì không còn gì hết. Còn bây giờ mình sử dụng những loại thuốc có tính chuyên biệt cao, tức là loại thuốc đặc trị có tính chuyên biệt cao, tức là nó chỉ tiêu diệt một cái đối tượng nào mà nó cần để phòng trừ thôi. Thì càng về sau này thì các nhà sản xuất thuốc bảo vệ thực vật họ muốn cái tuổi thọ của sản phẩm họ khi đưa ra cho bà con sử dụng thì càng kéo dài thì càng có lợi cho họ. Nhưng muốn kéo dài là gì? Là thuốc càng ít tác động đến các đối tượng mà không cần phòng trừ nhiều chừng nào thì cái sản phẩm nó càng kéo dài. Lý do là khi bà con mình phun mà nó chết hết rồi thì chắc chắn là thuốc đó nó sẽ gây bùng phát ở đợt tiếp theo rất là nhanh. Thì cái tuổi thọ của loại thuốc đó thì là sao nó sẽ rút lại, thì càng về sau người ta càng nghiên cứu là thuốc càng khi đưa ra phòng trừ đối tượng nào thì nó càng ít ảnh hưởng như nào thì nó càng có lợi như đấy. Mà đặc biệt cái nhóm thuốc sinh học thì nó có cái đặc tính này rất tốt so với cái thuốc hóa học. Đương nhiên là cũng một số loại thuốc hóa học là cái tính an toàn cũng khá cao nhưng so với những loại thuốc phổ rộng trước đây. Tuy nhiên bà con mình lưu ý thế này, tức là dựa vào đặc tính của một từng cái đối tượng mà ta cần phòng trừ thì người ta sẽ nghiên cứu, nó chỉ tác động vào những cái có cơ chế tác động ngay vào đối tượng đó là làm cho ít ảnh hưởng các đối tượng khác. Thí dụ như ta phun thuốc trừ sâu cuốn lá sẽ không ảnh hưởng đến mấy con thiên địch, thí dụ vậy, để do giảm cái rủi ro cũng như tác động xấu đến môi trường, kéo dài tuổi thọ của thuốc và nó không gây bùng phát cái lứa cái đợt sâu rầy tiếp theo. Thì xin trao đổi thêm thông tin để mà với anh Quảnh cho bà con về cái thuốc có tính phổ rộng và thuốc đặc trị có tính chuyên biệt để giảm cái bùng phát cái sâu rầy như ảnh hưởng xấu đến tác động môi trường. Và điều cuối cùng là cũng nhắc bà con là tất cả các loại thuốc dù ở mức độ nào đi nữa thì đều cũng có những cái ảnh hưởng xấu, chứ không phải là thuốc đó là hoàn toàn an toàn tuyệt đối. Thí dụ như cái thuốc cái nhóm nicotinoid thì bà con mình thấy là sử dụng rất là phổ biến trong Việt Nam thì chúng ta còn, nhưng mà các nước châu Âu giờ người ta nghiên cứu thì phát hiện nó có ảnh hưởng rất là lớn đến kể cả đến con người, mà trước đây không người ta nghĩ là nó không có, nhưng bây giờ thì có. Thì tốt nhất là chúng ta sử dụng thuốc đừng bao giờ nghĩ rằng cái thuốc đó là hoàn toàn là vô hại. Xin trao đổi với bà con như thế, xin hết. Dân xin cảm ơn tiến sĩ Lê Hữu Hải. Nhân sự có mặt của thạc sĩ Trần Thị Bích Trân ở đây thì thạc sĩ có thể cho biết thêm là hiện nay thì công ty Tân Thành có những cái sản phẩm nào như tiến sĩ Lê Hữu Hải lúc nãy có nói đó, là mình không có, tức là những cái sản phẩm chỉ diệt đúng một cái thứ bệnh thôi, nó không gây ảnh hưởng đến các loài thiên địch đó. Kính chào bà con. Trong trường hợp ruộng của chúng ta có xuất hiện các loại côn trùng gây hại, ví dụ cụ thể ở đây là cái rầy nâu và sâu cuốn lá, thì thông thường bà con thấy là chúng tôi hay khuyến cáo là nếu mà sâu cuốn lá gây hại mà với mật số là nhiều, giống như trường hợp hồi nãy là tiến sĩ Lê Hữu Hải có nói là nếu trên ruộng mà thấy trắng hết trơn rồi thì lúc này là coi như là đã gây hại rất nhiều rồi, mà nếu mà có phun thì cũng chỉ là vớt vát lại cái phần đã bị hoặc là cái phần chưa bị, và như vậy thì nó cũng ảnh hưởng đến cái phần lúa của chúng ta chỗ. Có nghĩa là thuốc bảo vệ thực vật chỉ giúp cho chúng ta bảo vệ thôi chứ không có làm tăng thêm được
như lúc này là không có làm tăng thêm được năng suất đó, tức là bảo vệ những cái mà đã có. Như vậy thì trong trường hợp mà bà con có bị gây hại bởi sâu cuốn lá, chúng tôi hiện giờ thì đang khuyến cáo bà con là sử dụng cái thuốc là Focan có cái hoạt chất là cái ermametin benzoate. Bản chất cái thuốc này thì được cục bảo vệ thực vật chúng ta xếp vào nhóm là sinh học, nhưng bản chất là cái tổng hợp theo cái công thức sinh học. Như vậy thì cái ưu điểm của sản phẩm được cái là sẽ diệt đúng cái con sâu cuốn lá và dài cái con nhện vé, nhưng mà nó bảo vệ được cái thiên địch, tức là phun thì không có gây chết con nhện bắt mồi, con kiến ba khoang hay là cái con bọ rùa. Thì trên đồng ruộng bà con phun, bà con có thể để ý thì trong vòng 3 ngày nó mới chết được con sâu, cho nên là nếu bà con nào mà nóng lòng muốn xịt là chết liền thì bà con lại không dám sử dụng. Nhưng mà chúng tôi khuyến cáo bà con là sử dụng là bà con quan sát như thế này: nếu bà con phun cái Focan vào thì ngày đầu tiên, ngày chiều nay phun, ngày hôm sau chúng ta đi thăm ruộng thì chúng ta thấy con sâu nó vẫn còn di chuyển nhẹ, bà con đụng nó vẫn còn di chuyển, nhưng mà trên cái thân cái con sâu thì cái dọc chính giữa nó chuyển sang cái màu vàng. Bình thường con sâu nó có cái màu xanh nhiều hơn, nhưng mà cái ruột của nó đã bị vỡ do cái Focan nó gây hại trên cái hệ tiêu hóa. Thì lúc đó nó vẫn còn di động, nhưng mà trong vòng cái một ngày nữa, thêm một ngày nữa là bắt đầu nó bất động và nó chết. Và như vậy thì cái con sâu nó bị sưng phù lên. Rồi 3 ngày là bà con thấy là cái mật số sâu trên ruộng không còn, là nó gây chết luôn cái con sâu. Và như cái về cái rầy nâu thì chúng tôi khuyến cáo bà con là trong trường hợp mà lúa chúng ta còn 40-30 ngày đó mà có mật số mà cao, giống như mấy nãy có một tấm ảnh đó là 3-40 con trên một tép, tức là ra 4-30 ngàn con trên một mét vuông á, thì chúng ta mới phun mà dùng cái hoạt chất là bimetoxin, là cái TTOSA đó. Như vậy thì TTOSA cũng diệt con rầy bằng cái hệ tiêu hóa, tức là gây cho con rầy nó không có, nó bị phá hủy cái hệ tiêu hóa, nó bị hư hại, nó không ăn uống được. Và như vậy thì nó chết, mà nó cũng chết lần, chết mòn, chết từ từ đó, 3-4 ngày thì bà con mới thấy cái hiệu quả. Do đó mà giống như là bà con phải nắm được cái tính năng của thuốc. Tôi rất đồng ý với tiến sĩ Lê Hữu Hai ở chỗ là công ty muốn kéo dài cái tuổi thọ của loại thuốc. Bởi vì bà con biết một cái sản phẩm mà muốn ra được thị trường là phải mất, theo quy tắc là phải mất 10 đến 12 năm nghiên cứu để mà ra tới sản phẩm. Còn nếu mà khảo nghiệm thì mất ít nhất 2 năm để mà đăng ký cái tên không, đối với danh mục thuốc của chúng ta. Như vậy thì nếu mà ra chỉ một vụ xong rồi diệt hết trơn các cái loại sâu nhưng mà diệt luôn thiên địch, thì vụ sau là nó sẽ gây bùng phát. Do đó mà chúng tôi vẫn khuyến cáo bà con là hiểu được cái con sâu rầy và hiểu được cái thuốc để đặc trị và để ít gây ảnh hưởng đến bà con về cái thiệt hại đến môi trường cũng như là thiệt hại về cái chi phí cho bà con. Dân xin cảm ơn thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Chúng tôi cũng vừa nhận được những câu hỏi của bà con. Câu hỏi của khán giả Phan Văn Mỹ ở Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Anh hỏi là lúa 20 ngày bị sâu phao đục nhẹ, bị sâu phao đục bẹ, sâu cuốn lá thì mật độ là 1 mét vuông là 25 con. Cách điều trị để không bị ảnh hưởng đến thiên địch. Câu hỏi này chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh ạ. Lúa rất sớm 20 ngày bị sâu phao đục bẹ là thường. Bởi vì con sâu này giống như con sâu phao thôi, tức là nó cần nước, cho nên nó cắn cái lá, nó tạo thành cái phao rồi nó rơi xuống nước, nhờ nước đi cây này cây kia giống như sâu phao. Nhưng mà con này nguy hiểm hơn là nó có thể đục vào trong cái thân cây, cho nên khi nó đục nó tạo cái vết để cho vi khuẩn rồi nó tấn công làm cái lúa nó thối, cho nên cái sâu phao để ăn nguy hiểm hơn. Nhưng mà tôi không biết là mật số bao nhiêu, bao giờ cũng phải mật số đáng kể cỡ nào mới phun, chứ nếu mà ít quá là chúng ta đừng phun, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến thiên địch trong cái ruộng lúa lúc này rất là nhiều. Sâu cuốn lá mà một thước vuông có 25 con cũng khá nhiều đó, nhưng mà bạn đếm như thế nào, trong một thước vuông bạn thấy nó đều rải đều 25 con, rồi bạn xé từng lá ra bạn thấy nó có đến 25 con, hay là bạn thấy cái lá nó cuốn cỡ 25 cái lá bạn nó 25 con. Thành thật cái này rất khó để chúng tôi trả lời. Cũng như như bác sĩ cứ ở xa nói là con tôi nó bị bệnh gì, bác sĩ không có dám cho thuốc, không dám trị. Cho nên cái này phải cụ thể mới được. Cái mật, nếu mà mật số mà chúng ta thấy con sâu nó mới vừa cuốn còn non như chúng tôi nói đó, mà đúng là có 25 con sâu non trên một số cái lá, thì mật số gần đến cái ngưỡng hành động. Cho nên tùy theo cái ruộng bạn giàu dinh dưỡng hay là không, có thiên địch hay không, mà chúng ta phải tự quyết định có nên xử lý hay không theo cách mà chúng tôi trình bày nãy giờ.
Dạ, xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Giang Quỳnh. Chúng tôi vừa nhận được câu hỏi của anh Lê Tiến Duẩn ở Châu Thành, Tiền Giang. Anh hỏi là các nhà khoa học khuyến cáo phun rầy lúc tuổi 1 đến tuổi 3, vậy căn cứ vào đâu xác định tuổi rầy? Rồi, mưa trái vụ như hiện nay có làm rầy nâu phát triển nhiều hơn hay không? Câu hỏi này chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của tiến sĩ Lê Hữu Hải ạ. Dạ, kính chào anh Dũng, kính chào quý bà con nông dân. Thì cái bà con mình biết là con rầy nâu á, trong cái ruộng lúa mình á, là thấy khi mà rầy nó nở, bà con thấy nó có cùng lứa không? Hay là không bao giờ trên cái tép lúa mà con rầy nó cùng một tuổi. Nên là có con lớn con nhỏ, lý do là sao? Thời gian rầy nó đẻ trong nhiều ngày thì trứng nó cũng sẽ nở ra một số ngày. Do đó thì khi để xác định được cái thời điểm mà rầy nó đã nở ra như nở rộ rồi đó, thì mà lúc đó nó còn cái tuổi mức tuổi 2-3 là cái tuổi đó bà con mình phun thuốc là hiệu quả nhất. Thí dụ như khi mình thấy rầy mới vừa nở, mà nếu mà phun thuốc thì phun xong á thì giết hết mấy rầy mới vừa nở, thì nếu mà thuốc nó còn lại thì cái trứng còn lại nó sẽ tiếp tục nở nữa, thì bà con mình phải tiếp tục phun. Thành ra người ta khuyến cáo là phun khi rầy nó nở rộ. Vậy là hỏi thế nào là rầy tuổi 1-2-3 thì khi mới nở bà con mình thấy cái rầy nó sao, nó màu trắng mà nó lấm tấm tấm hơn, rất ít di chuyển, và sau đó lột xác nó hơi vàng một chút, và sau đó nó lớn lên sang tuổi 3 thì nó màu hơi nâu rồi. Lúc đó bà con mình nhìn thấy rõ cái rầy bắt đầu nó di chuyển nhanh và mật số lúc đó là tương đối cao đó. Nếu khi có cái rầy tuổi 3 thì các rầy trong trứng rầy thì nó nở tương đối nhiều rồi, thì bà con mình chú ý. Bây giờ cái thời điểm xác định là thời điểm phun là xác định lại là rầy nở rộ. Tuy nhiên bây giờ mình phải còn chú ý á, đầu chương trình giờ mình nhắc hoài tới thiên địch hả bà con, tức là mình chú ý là nó có nở nhiều nhưng mà nó có phát triển được hay không, hay là nó nở ra mình thấy là hôm nay thấy cái rầy trắng trắng, cái ngày mai còn con ít con nó chuyển sang mô hình ngày mốt ra thăm thì có vài con chuyển sang nâu. Điều đó nói lên cái gì bà con, là nó nở ra nhiều thiên địch ăn hết rồi. Như vậy đâu phải nhất thiết là rầy tới tuổi 3 rồi phun, phải không? Tức là phải lệ thuộc vào mật số cái con rầy mà nó còn sống được á, trên từng tép lúa để mình quyết định. Thí dụ như nó đeo một khúc là 20-30 con, rầy tuổi 1-2-3 về nguyên khúc đen bắt đầu gốc lúa làm sao nó màu, mình dịch gốc lúa thì nó thấy là đeo một khúc là và khi để nhiều quá thì làm sao thấy nấm bò hóng nữa, anh ra bám đèn thì khi là thấy rầy mật số cao nó đeo bám cây lúa bắt đầu có triệu chứng bị thiệt hại rồi, thì chúng ta mới quyết định là phun thuốc. Như vậy là cái thiên địch nó không còn kiểm soát được, chứ không phải nói phun thuốc khi thấy rầy thằng tuổi 2 đang đen tép 2-3 con nhầm gì phun, phải vậy không? Em thì chú ý là cái thời điểm phun là xác định như thế, còn cái tuổi phun cái quyết định cái ngưỡng hành động là gì? Khi thấy là cái con rầy nâu nó thiên địch không kiểm soát được, mà nếu mà không sử dụng thuốc đặc trị để diệt nó ngay thì ảnh hưởng tới năng suất làm thì mình phải sử dụng. Đó là cái phần về tuổi rầy và cái sử dụng thuốc ha. Bây giờ câu thứ hai là mùa vụ như hiện nay có làm rầy nâu phát triển nhiều hay không? Thì bà con mình biết rồi, cái con rầy nâu á thì nếu mà cái ruộng lúa mình mà không có sử dụng thuốc trừ sâu lá sớm ha, là quản lý nước tốt và không có bón thừa phân đạm không xả quá dày thì có sợ rầy không? Gần trong thời điểm này á thì như rầy nâu sẽ không còn là đối tượng quan trọng đối với bà con nữa rồi. Bà con mình đồng ý không? Tại vì cái bệnh vàng lùng xoắn lá thì nó bắt đầu sang năm nay thì nó giảm hẳn rồi, không bắt đầu cái gây hại nó cái mối đe dọa thì không còn. Thì con rầy nâu như bà con mình nghe đầu chương trình rồi chú ý là chỉ để ý nó là giai đoạn trước trổ và sau trổ, xem nó có mật độ như thế nào để chúng ta quan tâm. Còn giờ nó cái như trong mùa vụ năm nay thì tôi nghĩ là rầy nâu đó bà con mình chắc không phải bận tâm lắm, tại từ đầu vụ tới giờ cũng chưa nghe nó đợt rầy nâu nào mà trong các hệ thống dự báo vải đèn báo cáo rầy nâu vào đèn mật số cao ha. Mà không có dầu đèn thì chắc ngoài đồng thì cũng sẽ không có nhiều, để bà con phải bận tâm lắm. Dạ, xin trao đổi với anh Diễn và bà con nông dân. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Lê Hùng Hải. Kính thưa quý bà con, thưa quý khán giả, chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi của bà con từ đầu chương trình đến giờ, và cũng gần hết chương trình rồi thì chúng tôi cũng dành một cái mục rất là nhanh để có thể trả lời cho bà con. Sau đây chúng ta cùng đến với mục giải đáp nhanh. Câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn dành cho phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh đó là khán giả tên là Trần Thị Huệ ở Mang Thít, Vĩnh Long. Khán giả hỏi là lúa tôi 40 ngày đã phun thuốc trừ sâu cuốn lá, nhưng giờ lúa 45 ngày xuất hiện bướm rất là nhiều. Xin cho biết bây giờ tôi phải làm sao, có nên phun thuốc nữa hay không? Chết rồi, mới có 5 ngày sau phun rồi, bây giờ bướm nhiều nữa, chứng tỏ là mình phun không có hiệu quả hoặc là phun sớm quá. Cho nên nó bắt đầu nở rộ lên.
rồi nó nở rộ lên. Bây giờ nãy giờ chúng tôi trình bày là thấy bướm khoan ha, để coi nó còn tiếp tục có nở không, rồi nó đẻ trứng ra, trứng nó có nở được hay không, rồi sâu nó có nở được hay không, bởi vì có con gì ăn nó hay không ấy đã. Chừng nào khi mà chúng ta theo dõi sâu non nó nở với cái mức như hồi nãy giờ chúng tôi nói thì chúng ta dùng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng và chọn cái thuốc nào ít ảnh hưởng đến thiên địch càng tốt. Một câu hỏi khác của khán giả tên là Dương Thái Hùng ở Vị Thủy, Hậu Giang. Khán giả cũng hỏi phó giáo sư là ruộng tôi bị nhiều bù lạch và vàng lá, xin hỏi cách xử lý. Xin hỏi dòng đời của bù lạch là bao nhiêu ngày, bù lạch ảnh hưởng nhiều đến năng suất lúa hay không? Bù lạch thì nó ăn trên cái đầu lá, nó cuốn lại, sau đó cái ăn xuống dần thì cái lá chỗ nào không cuốn thì nó vàng lên. Cho nên cái triệu chứng bù lạch, thường bù lạch tấn công trên lúa rất là non hả các bạn. Thường là trong vòng 2 tuần lễ đầu á, trước khi lớn thì bù lạch nó sẽ hết đi. Và nó chỉ tấn công giai đoạn đầu, cho nên nếu mà chúng ta có biết cách chúng ta điều khiển bón phân nước rồi trở lại đầy đủ thì nó không ảnh hưởng đến năng suất. Bởi vì giai đoạn này cây lúa có khả năng phục hồi. Cho nên khi nào mà cần thiết quá thì phải trị. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta có thể xem coi cái mật số nó có đáng kể hay chưa. Chúng ta mở ra có thật sự có bù lạch trong đó chưa, nếu mà nhiều quá chắc là chúng ta phải dùng thuốc thế nào đó, rồi sau đó dùng một lần thôi, dùng 4 đúng là thế nào một lần thôi, rồi sau đó chúng ta vô nước trở lại đầy đủ và coi mà nó hết bù lạch rồi thì bón phân cho cây lúa phục hồi. Nhưng mà trường hợp đó thì cũng hãn hữu lắm, lựa cái cách phun như thế nào, cái thuốc nào mà ít ảnh hưởng đến thiên địch. Xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của anh Võ Minh Tâm ở Lai Dung, Đồng Tháp. Có lẽ cho đến giờ thời điểm này thì anh vẫn còn rất là nhiều băn khoăn với cái việc mà sử dụng thuốc bón đúng. Anh hỏi xin hướng dẫn cách sử dụng, cách mà phun thuốc bón đúng như thế nào. Câu hỏi này chúng tôi xin nhờ phần tư vấn rất là nhanh của tiến sĩ Lê Hữu Hải ạ. Kính chào anh Võ Minh Tâm, kính chào bà con nông dân. Hết giờ rồi, thì xin trao đổi nhanh, tức là cho bà con mình nghe cái nói phun bón đúng. Tức là về mình phải phun thuốc, là một là phải đúng lúc, tức là đúng lúc là mình phải là dịch hại nó tấn công. Nếu mình không phun vào thời điểm đó để chặn ngay thì sẽ làm ảnh hưởng năng suất. Thí dụ vào phun cái rầy nâu như nãy chúng tôi có nêu là lúc rầy nở rộ mà mật số cao thì chúng ta phải phun, hoặc là phun đúng lúc là đối với bệnh đậu ôn có bông hay là bệnh thối có bông thì phun lúc nào là phun lúc nó trổ sẹt và trổ đều, chứ chờ mà thấy nó khô rồi phun thì sao, là hết tác dụng ha. Cái hai là đúng cách, tức là mình phun thuốc như thế nào để cho cái thuốc nó tác động đến cái đối tượng mình gây hại. Thí dụ rầy nâu dưới gốc mà mình phun thuốc ào ào lên lá thì sao, thì không có hiệu quả rồi ha. Thì vậy là phun đúng cách là phun thuốc làm sao để cho nó tác động đến ngay chỗ cái đối tượng gây hại mà mình cần phải được kiểm soát ngay. Và đúng thuốc, tức là chúng ta phải phun thí dụ như thuốc rầy thì phải phun thuốc rầy, sâu thì phun thuốc sâu, chứ không có giờ lụa ruộng bị rầy rồi sẵn thôi trộn luôn ít thuốc sâu cuốn lá vô phụng ngừa, rồi thuê thêm cái thuốc trái lá, thêm phân bón lá nữa, phun lung tung kiểu đó thì tốn kém, hay mà không có đúng cái loại thuốc mà mình cần để kiểm soát cái đối tượng gây hại, mà phải phun mình chọn cho đúng. Và cái cuối cùng là đúng nồng độ, là liều lượng thuốc. Cái phần này là phần bà con mình sai sót nhiều nhất. Người ta khuyến cáo là 1 lít trên hecta cũng phun lít vậy, mà người ta kèm theo là 500 lít nước, mình phun cũng lít đó mà có 200 lít nước. Vậy là sao, là thuốc nó không có phân bố đều trên ruộng lúa, làm cho nó không tác động đến cái đối tượng gây hại. Mà cái sai lầm này bà con mình mắc rất là phổ biến. Vậy xin trao đổi nhanh về cái biện pháp bốn đúng về trong cái sử dụng thuốc. Xin cảm ơn. Chúng tôi cũng có 2 câu hỏi ngắn nữa thôi. Câu hỏi này của khán giả là Phan Văn Sâm ở Gò Công Tây, Tiền Giang. Khán giả hỏi là lúa gần 50 ngày bị sâu đục thân và lại xuất hiện rầy nữa. Xin cho biết có loại thuốc nào phun vừa trị được sâu đục thân vừa trị rầy hay không. Và khán giả thứ hai là Quỳnh Văn Chữ ở Trà Vinh. Khán giả hỏi là xin cho biết thuốc trừ được nhện giá. 2 câu hỏi này chúng tôi xin nhờ phần tư vấn nhanh của thạc sĩ Trần Thị Bích Trân ạ. Chào anh Sâm. Lúa 50 ngày nếu mà thật sự bị gây hại nặng và anh thấy rầy nâu lúc này là nhiều hơn từ 3 con chim tép trở lên thì chúng ta mới phun. Và trường hợp này anh muốn sử dụng một cái loại thuốc mà có thể vừa diệt được rầy vừa diệt được luôn cái sâu đục thân thì chúng tôi khuyến cáo anh sử dụng là cái Metagon. Bởi vì trong Metagon sẽ có hoạt chất là cái Nitepiram thì trị được rầy nâu, và cái Fipronil thì sẽ giúp được là trị được con sâu đục thân ở bên trong. Còn đối với anh Chữ thì anh cần sử dụng cái thuốc trừ nhện giá, là chúng tôi khuyến cáo là chúng ta sử dụng cái thuốc có cái gốc đó là cái Amametin, tức là cái Focan để trừ nhện giá. Với Focan thì anh sử dụng là một gói 15g
trên diện tích là 1.000 mét vuông thì chúng ta chú ý cái lượng nước phun, tức là phải phun trên 2 bình 16 lít hoặc là một bình phun 30 lít nước. Yeah, xin cảm ơn Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Kính thưa quý khán giả, thưa bà con, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức mạnh sinh học đã sắp hết. Và sau đây chúng tôi xin được công bố 5 vị khán giả may mắn được nhận được những phần quà của nhà tài trợ. Trước hết là 3 vị khán giả như thường lệ là 3 vị khán giả thông thường. Một là chị Trần Thị Mỹ Phượng ở Lai Dung Đồng Tháp, số điện thoại là 0907 639 257. Khán giả thứ hai là Nguyễn Quốc Bảo ở Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, điện thoại là 01674 904 791. Khán giả thứ ba là Lê Tiến Duẩn ở Châu Thành, Tiền Giang, số điện thoại là 01224 929 765. Và hai vị khán giả có câu hỏi hay bằng hình ảnh. Khán giả thứ nhất tên là Đào Anh Ngữ ở Thoại Sơn, An Giang, điện thoại 01652338731. Khán giả thứ hai là Nguyễn Văn Minh ở Tân Hiệp, Kiên Giang, số điện thoại là 0987774201. Chúng tôi xin lưu ý là 5 vị khán giả có tên vừa nêu hãy luôn luôn giữ số điện thoại mà quý khán giả đã điện về cho chương trình để ban biên tập của chương trình liên hệ ngược trở lại và trao quà cho quý khán giả trong vòng 7 ngày tới. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức mạnh sinh học với chủ đề quản lý côn trùng gây hại trên lúa đông xuân của đài truyền hình Vĩnh Long đã kết thúc. Còn bây giờ chúng tôi xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình gửi lời chân thành cảm ơn đến quý vị diễn giả cũng như quý bà con đã dành thời gian đến tham gia giao lưu cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình thông qua màn ảnh nhỏ của đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn nhà tài trợ công ty Tân Thành đã phối hợp thực hiện chương trình với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.